Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có nhận được khá là nhiều bài của các bạn, khoảng độ 4 bài thuộc các cái nhóm khác nhau, trong đó là các cái đề tài nghiên cứu khoa học cũng rất là nhiều. Một số đề tài luận văn thạc sĩ nữa, nhưng mà mình sẽ không nhận xét trên online này. Đa số các cái bài luận tốt nghiệp này hoặc là các cái luận văn thạc sĩ thì mình sẽ không nhận xét ở trên cái line này nhé. Bởi vì dù sao thì đấy cũng là những cái bài mà nó khá là đặc thù và các bạn ấy cũng cần có cái sự bảo mật nó cao hơn. Đa số ở những cái bài tiểu luận hay là nghiên cứu khoa học sinh viên thì các bạn sẽ được nhận xét ngay trên line này ạ. Ok, hôm nay thì cái bài này, đây là một cái bài thuyết minh của một cái nghiên cứu khoa học mà bạn này bạn nên gửi về nhà trường. Mặc dù là đã được mình check đạo văn rồi, nhưng mà cái nội dung bên trong thì mình muốn góp ý cho bạn đó. Bởi vì nó có khá nhiều những cái vấn đề mà bạn này làm chưa được tốt lắm. Thì đây là một cái thuyết minh. Ngoài ra đây thì là một cái bài nghiên cứu khoa học khác, mà bài này tương đối là dài. Bài này các bạn đang làm hơn 80%, hơn 80 trang rồi. Thì lát nữa chúng ta cùng xem bạn này bạn ấy viết một cái bài hơn 80 trang thì có những cái vấn đề gì nhé. Tiếp sau nữa, đây là một cái bài tiểu luận khác của một bạn sinh viên. Bạn ấy nhờ mình like muộn một chút, bởi vì hôm nay bạn ấy có một cái lịch đi làm thì mình sẽ like bài này gần như là cuối cùng. Đây, hai bạn sinh viên này, thì bạn này thì khoảng độ gần 10 giờ bạn mới về, và bạn này thì là khoảng độ mấy giờ nhỉ? Bạn này thì khoảng độ 9 rưỡi. Thế trên hai bạn này mình sẽ like muộn một chút để các bạn ấy kịp xem. Được chưa? Thế thì mình sẽ like cái bài này đầu tiên. Ok. Thế ơi, em học USSH. USSH cũng là ngôi trường mình học tập ở đó. Mình học tập ở USSH là 7 năm, 6 năm. Hai cấp ở đó, cả học đại học và thạc sĩ ở USSH. Và hiện nay thì mình cũng đang thỉnh giảng cho USSH luôn. Thì không biết bạn học khoa gì. Ok, ở trong quá trình mà các bạn bạn làm bài ấy, các bạn có thể có những vấn đề gì các bạn có thể comment xuống cái phần dưới này nhé, mình trao đổi nhé. Nghiên cứu dư luận xã hội đến storytelling trong các MV Tết. À, hình như là cái chủ đề ở đây bạn này bạn ấy có một cái chủ đề là đến storytelling. Mình nhớ là hình như đã có lần mình nhận xét hay là mình chữa một cái bài nào đó liên quan đến chủ đề này rồi thì phải, cũng lâu lắm rồi. Quan trọng chủ đề này thì bạn cũng cần biết cách triển khai nghiên cứu là được rồi, chứ còn thực ra là mình cũng không phải là dân xã hội học, cho nên là cái bài này thì mình cũng chưa có thể là nhận xét ngay cho bạn được, nhưng bạn hoàn toàn có thể là triển khai theo một cái quy trình nghiên cứu của một cái nghiên cứu bên khoa học xã hội thì ok, làm lần đầu đúng không? Có rất nhiều bỡ ngỡ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi cùng vào các bài này nhé. Bạn Archery of Life, thầy nghĩ rằng là em có thể là thông qua các cái bài nhận xét này này, em có thể là rút kinh nghiệm cho mình. Còn trong cái buổi mà em muốn học ngay ấy, em muốn học cách làm thì nói thật với các bạn thì hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hôm nay là ngày 16. Tối ngày 18, tức là tối ngày mai, tối ngày kia. Tối ngày kia chính thức là mình sẽ khai giảng cái khóa 28 rồi các bạn ạ. Khóa 28 trong năm nay nhé. Hôm nay mới có tháng 10 thôi, mình khai mạc khóa 28. Ở các cái khóa training viết tiểu luận nghiên cứu khoa học thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia cùng với mình. Em muốn tìm kiếm các bài luận ở đâu để đọc ạ? Ok. Rồi, lát nữa thầy sẽ chia sẻ cùng em nhé. Có rất nhiều kênh. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bài này ạ. Đây là một cái bài thuyết minh nghiên cứu của một bạn sinh viên. Tối hôm qua thì bạn ấy có nhờ mình check đạo văn và tư vấn về đạo văn cho bạn đó. Thì mình phát hiện ra là các bạn sinh viên mắc rất nhiều các cái vấn đề trong quá trình làm thuyết minh nghiên cứu, và mình chủ động có đề xuất là em ơi, mặc dù là bài của em đã nộp ngày hôm qua rồi, nhưng hôm nay thầy muốn là nhận xét bài cho em, và em có thể lên live để xem cho nó chi tiết, bởi vì cái vấn đề của em rất nhiều. Thì chỉ sợ là đạo văn thì em ok, nhưng mà cái nội dung thì nó không được ok lắm. Em có nộp về nhà trường thì sợ rằng nhà trường cũng sẽ trừ điểm và chưa chắc đã duyệt qua đề tài cho em. Thầy ơi, khóa training tìm ở đâu? Ok, các bạn nào muốn tham gia khóa training vào tối ngày 18 28, 20, à, tối ngày 18 với mình ấy. Hiện nay các bạn sinh viên đăng ký rất là đông rồi, mình ước tính ấy, cũng khoảng độ hàng trăm bạn rồi đấy, hàng trăm bạn rồi. Thì những bạn nào muốn tham gia buổi đó cùng với cả chúng mình thì các bạn có thể đăng ký luôn trên kênh bio, trên cái đường link bio trên kênh TikTok này. Thì các bạn tham gia cùng với mình, các bạn vừa được mình dạy cách làm bài bản từ nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, biên tập nhé. Sau đó là các bạn, khi các bạn làm ấy, các bạn còn được mình hỗ trợ trong câu chuyện là nhận xét bài cho các bạn, thì đó là cái đặc biệt. Rồi đi vào bài này nhé, mình đi vào luôn nội dung này. Đề tài này bạn đọc nhé, là giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi ở một trường mầm non huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Thế thì đầu tiên mình muốn em muốn xem lại live. Thúy Hiền ơi, em muốn xem lại live thì em đây ạ. Những bạn nào mà muốn xem lại live thì mình giới thiệu cho các bạn cái kênh này để các bạn có thể xem được nhé. Các bạn để ý cho mình cái đường link này. Đây. Bạn có thể xem lại live trên đây nhé. Đây, được chưa nhỉ? Đây là những cái buổi livestream mà mình đánh giá nó tương đối là tốt, mình sẽ cập nhật lên đây để các bạn cùng xem nhé. Các bạn có thể kích vào đây để xem, được chưa? Rồi, thì cái tên đề tài này các bạn thấy có vấn đề gì không ạ? Ở đây thì bạn nói là ở một trường mầm non. Thực ra nhé, không biết là tác giả đã vào chưa, chúng ta không nên viết là ở một trường mầm non, mà chúng ta cần phải xác định rõ là trường nào hoặc là cái phạm vi nào. Chứ bây giờ chúng ta nói ở một trường thì chẳng biết là trường nào. Chẳng lẽ về chúng ta nghiên cứu tại một nước nào đó trên thế giới à, tại một huyện nào đó ở Việt Nam, huyện nào là huyện nào, đúng không? Bởi vì mỗi một trường, mỗi một cơ sở nó cũng có những cái yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan khác nhau các em ạ. Thế cho nên chúng ta phải viết rõ nhé. Cái tên đề tài của em đã có vấn đề rồi, em phải viết rõ cái phạm vi của mình ra, chứ không phải là chúng ta viết chung chung này đâu. Nói thật với các bạn ấy, ở thời điểm này chính là cái thời điểm mà các bạn sinh viên đang sắp làm bài cuối kỳ, sắp làm bài giữa kỳ, và đang triển nhiều trường đang triển khai nghiên cứu khoa học rồi. Thế cho nên những cái phiên live như này mình nghĩ rằng là nó rất là hữu ích với các bạn. Và một buổi một một tuần thì mình live không nhiều đâu, trong tuần này thì mình duy nhất live có 2 buổi thôi, là tối thứ hai tuần này, chính là buổi ngày hôm nay, và tối ngày thứ bảy. Bởi vì sao? Bởi vì tối ngày thứ tư, tối thứ năm và tối thứ sáu, cả 3 tối đó thì mình đã dạy khóa training nghiên cứu khoa học có luận tốt nghiệp cho sinh viên cả nước rồi. Thế cho nên là mình sẽ không live được 3 hôm đó, các bạn lưu ý nhé, để các bạn vào cho đúng ạ. Đấy, thì đầu tiên cái tên đề tài mình góp ý cho bạn nhé, để bạn sửa này. Thầy ơi, thầy là giảng viên trường nào? Ở hiện nay mình đang là giảng viên cơ hữu của Học viện Hành chính Quốc gia. Ngoài ra thì mình còn đang là thỉnh giảng cho đang đang thỉnh giảng cho trường Đại học Khoa học Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Nha Trang và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ạ. Ok nhé, cái tên đề tài thì mình vừa góp ý như vậy, thì các bạn tác giả bạn sửa đi nhé. Cái bài này mà bạn nộp về cho nhà trường rồi thì kiểu gì hội đồng người ta đánh giá đề cương của bạn, người ta cũng 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 đánh giá chỗ này thôi. Rồi ok, bây giờ chúng ta đến các phần của đề tài nhé. Thì ra cái phần này ấy, thì bạn ấy chưa có bố cục ấy, cho nên chúng ta sẽ đi vào từng phần. Ở đây bạn sẽ có là cái sự cấp thiết của đề tài. Ok, nó sẽ giống tương đương giống như cái phần lý do chọn đề tài đó các em ạ. Và thầy góp ý luôn là tất cả cái bài của chúng ta nó là một tổng thể, chúng ta cần tô đẹp cho nó, chúng ta cần phải có cái định dạng cho nó phù hợp. Những cái mục lớn như thế này các bạn nên bôi đậm để cho nó có sự phân biệt với các cái nội dung bên dưới. Cái thứ hai, trong rất nhiều nội dung thì mình có hướng dẫn các bạn cách chúng ta viết một cái phần lý do chọn đề tài. Bởi vì bản chất của phần lý do chọn đề tài chính là chúng ta đi thuyết phục người đọc rằng đây là một đề tài cần phải nghiên cứu. Thế thì bây giờ chúng ta cùng xem xét tổng quan một chút về cái phần này bạn ấy viết như thế nào nhé. Thứ nhất là các đoạn văn bạn viết rất dài, và đặc biệt là chúng ta không nhìn thấy một cái trích dẫn khoa học nào hết, đúng chưa? Không nhìn thấy một cái trích dẫn khoa học nào đó không nào hết. Đặc biệt là có những cái đoạn văn như đoạn lứa lứa tuổi mầm non, đặc biệt là 5 6 tuổi, bạn viết đoạn này quá dài luôn, bạn viết đến khoảng độ gần 1 trang giấy. Các bạn lưu ý nhé, khi mình dạy các bạn viết ấy, thì chúng ta không nên viết một đoạn văn mà nó dài cả 1 trang. Bởi vì một đoạn văn thông thường nó sẽ mang một cái đại ý các em ạ. Một cái đại ý, một cái luận điểm mà chúng ta muốn nói về nó. Thì cái luận điểm này nó sẽ được support bởi các cái luận cứ, hoặc là nó được support bởi các cái phần phân tích của tác giả. Thế cho nên người ta nói rồi, các bạn có thể đọc sách của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ấy, mà thầy đang dạy tại trường New South Wales. Thì thầy có nói ấy, một cái đoạn văn ấy chúng ta chỉ viết từ 3 5 câu văn thôi. Trong đó câu đầu tiên là câu luận điểm, có nghĩa là câu mà chúng ta đưa ra cái nhận định, hoặc là đưa ra một cái phán đoán, hoặc đưa ra một cái nhận định nào đó. Sau đó sẽ là cái phần mà chúng ta phân tích, và sau đó chúng ta sẽ có các cái trích dẫn khoa học. Nói đến đây thì có thể các bạn chưa hình dung ra, thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Lấy ví dụ luôn, mình nói đến đâu mình sẽ lấy ví dụ đến đó để các bạn dễ hình dung. Mình sẽ mở cái bộ tài liệu của cái khóa training ra và mình sẽ cho các bạn xem. Đây là cái bộ tài liệu mình sẽ gửi cho các bạn học viên cho cái buổi tối hôm tới này. Nó gồm 13 tài liệu. Hôm sau mình sẽ bổ sung thêm một tài liệu nữa là cái số 14. Ở trong đó có 2 hội thảo khoa quốc tế, nó có hàng trăm bài thuộc các lĩnh vực khác nhau, các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được. Đây mình sẽ mở một cái bài của một bạn học viên của mình, và cũng là do mình hướng dẫn bạn này làm khóa luận tốt nghiệp, thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn đâu là một đoạn văn mà có trích dẫn khoa học, mà có cái luận điểm, mà đoạn văn vừa phải nhé. Đây ạ. Ví dụ các bạn thấy đây là một đoạn văn của bạn ấy. Thì cái câu văn đầu tiên của người ta có thể là một câu văn luận, là một cái luận điểm, ví dụ như là hiện nay thế nào đó khoa học kỹ thuật phát triển. Đấy, đấy là một cái nhận định.
Còn sau đó bắt đầu người ta sẽ sử dụng các cái trích dẫn đó, và các cái trích dẫn này sẽ được thể hiện thông qua các cái dấu hiệu như là các cái trích dẫn, các bạn nhìn thấy không nhỉ? Đấy, đây này, ví dụ thế. Thì đấy là một cái đoạn văn nó vừa phải, các bạn hiểu ý mình không? Chứ không phải chúng ta không nên viết, mình tắt cái này đi nhé để các bạn hình dung ra nhé. Chứ chúng ta không nên viết một đoạn văn, các bạn nhìn này, nó dài như thế này, được chưa nhỉ? Bởi vì như vậy nó sẽ gây rối ý trong cái đoạn văn này, chưa chắc trong đoạn văn này nó đã có một một ý đâu, nó có thể có nhiều ý. Các bạn hiểu ý mình không? Và đặc biệt là chúng ta không nhìn thấy một cái trích dẫn nào khoa học nào ở đây, thì nó cũng khiến cho cái lập luận của các bạn ở phần này nó kém đi. Mà cái phần này lại là chính là cái phần mà chúng ta cần thuyết phục người khác, các bạn ạ, nhé. Các bạn lưu ý nhé, đây là cái phần lý do chọn đề tài này. Chứ còn nếu mà khi các bạn học khóa training ấy, thì mình sẽ dạy cho các bạn viết 16 mục, à mình xin lỗi, 12 mục. Trong đó có cái mục này và các cái mục khác gồm 12 mục nhé. Từ lý do chọn đề tài cho đến bố cục của đề tài luôn. Thấy ơi, phần nghiên cứu khác nên viết như thế nào tốt nhất? Ok, câu hỏi này của em rất là hay nhé. Phần nghiên cứu khác viết như thế nào? Phần nghiên cứu khác ấy thì có thể là cái tên gọi khác thôi. Thầy đang đồ rằng là nó chính là cái phần mà tổng quan nghiên cứu hay là các cái nghiên cứu trong và ngoài nước, lịch sử nghiên cứu đấy, có nghĩa là chúng ta đi review các cái nghiên cứu đã có trước. Bởi vì cái phần review các kiến thức, các cái nghiên cứu đã có trước ấy, nó có một cái ý nghĩa rất là to lớn các em ạ. Bởi vì bản thân ấy, là các cái nghiên cứu của chúng ta nó đều có sự phát triển trên các nghiên cứu đã có. Thông thường các bạn sinh viên là như vậy. Chứ còn các em nói rằng thầy ơi thì những cái nghiên cứu đầu tiên thì lấy ở đâu? Đúng rồi. Không phải nghiên cứu khoa học là cứ phải là trên nền tảng đã có. Bởi vì chúng ta thấy rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng đúng không? Người ta đưa ra những cái thứ mà làm nền tảng này, chứ không phải là họ dựa trên cái gì. Nhưng rõ ràng là đa số những nghiên cứu của bạn sinh viên thôi, chúng ta lấy ở góc độ các bạn sinh viên thôi, là các em đang tập làm nghiên cứu. Thông thường các em dựa trên những cái nghiên cứu mà đã có chữa trước, kể cả các thầy cô cũng thế. Rất ít có những cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu cơ bản. Đó. Ok nhé các em nhé. Vậy là cái phần này các bạn nên viết, cách viết như thế nào và cách nhận diện như thế nào. Bởi vì thầy không có thời gian để đọc từng câu từng chữ, nhưng về hình thức chúng ta thấy là gì ạ? Nó phải có các trích dẫn. Đấy. Bối cảnh các bạn nhớ cho mình này, khi viết một phần lý do chọn đề tài ấy, thì nó phải trình bày được cái bối cảnh của vấn đề. Bối cảnh này có thể bối cảnh trong nước, bối cảnh quốc tế nhá, bối cảnh của trong cái lĩnh vực đó. Sau đó trình bày về tầm quan trọng của vấn đề này. Sau đó là đến trình bày đến cái khoảng trống tri thức, rồi trình bày đến tính cấp thiết, rồi trình bày đến cái lý do, đến đến cái mục tiêu của cái nghiên cứu, mục đích của nghiên cứu, mục tiêu của nghiên cứu. Vậy là chúng ta trình bày 5 cái ý đó thì nó sẽ tạo ra được một cái phần lý do cho đề tài. Em nhớ ý thầy chưa nhỉ? Chứ không phải là chúng ta cứ viết tràn lan theo ý của mình như thế này là chúng ta tạo được một phần viết tốt con này, rất là dài. Không. Các bạn nhìn này, bạn ấy viết một đoạn, đoạn này chính là bạn ấy làm tổng quan về bối cảnh thế giới, bối cảnh trong nước tại Việt Nam, các bạn nhìn chưa? Có các trích dẫn khoa học, nhìn thấy chưa? Đây là các cái dấu hiệu đơn giản mà người ta nhìn lướt qua người ta sẽ đánh giá nhé. Sau đó bạn ấy từ tuy nhiên, các em biết tuy nhiên là gì không ạ? Tuy nhiên là bắt đầu của cái sự gì, của cái khoảng trống tri thức rồi. Tuy nhiên có nghĩa là cái vấn đề thì nó quan trọng như vậy. Tuy nhiên có nghĩa là thì chúng ta thấy là gì, nó chuẩn bị sang một cái vế là để nói về cái khoảng trống rồi đó. Vậy sau đó bạn đã trình bày xong, bạn trình bày thực trạng của công ty của người ta xong, thì cuối cùng bạn kết luận là gì? À, vì những cái lý do trên thì em sẽ triển khai đề tài. Đấy, thế thôi. Các bạn hiểu ý mình không nhỉ? Bạn ấy, mà các bạn thấy không? Một cái bài khóa luận tốt nghiệp bạn ấy chỉ viết có hơn một mặt giấy thôi, trình bày thành 5 5 đoạn văn, có thể 5 đoạn văn hoặc 4 đoạn văn. Chứ không phải là chúng ta trình bày một đoạn văn nó quá dài như này mà em viết thành hai hai trang giấy thì thực sự không cần thiết. Nhớ các em nhé. Thầy ơi, cho em hỏi giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của một bài luận là gì ạ? Giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của nó các em ạ. Cái câu hỏi của em cũng rất là hay, cũng rất là thiết thực nhé. Giá trị lý luận có nghĩa là cái bài này của em này, cái bài này này, cái kết quả nghiên cứu của bài này này em này, nó có đóng góp gì cho cái hệ thống các cái lý thuyết, các cái lý luận hiện nay về vấn đề này? Nó có đóng góp gì không? Ví dụ như là nó có đưa ra được cái khái niệm mới không? Nó có hệ thống hóa được không? Nó có đưa ra một cái lý thuyết gì đó mới không? Kiểu kiểu như vậy á. Còn đóng góp về mặt thực tiễn là gì? Nó có hỗ trợ gì cho cái việc giải quyết vấn đề thực tiễn đang đặt ra hay không? Đó, ok. Năm cái ý chính mà thầy vừa nói nhé, bạn An Boy này, bạn lưu ý này và tất cả các bạn khác lưu ý nhé. Năm cái ý vừa rồi, kem ghi vào nhé. Năm cái ý mà thầy vừa nói vừa rồi ấy, đối với bài nghiên cứu khoa học, bài khóa luận tốt nghiệp,
bài nghiên cứu khoa học, bài khóa luận tốt nghiệp này, thậm chí luận văn thạc sĩ này, các cái bài ví dụ như là kể cả thậm chí là tiểu luận mà các em viết theo bộ cục chương, mà có cái phần, cứ có cái phần lý do chọn đề tài là các em có thể viết được. Còn lưu ý một điều nhé, nếu như các em viết những bài tiểu luận ngắn thì chắc chắn chúng ta sẽ không trình bày phần mở đầu, mà đã không trình bày phần mở đầu thì chúng ta sẽ không có phần lý do chọn đề tài, mà các em chỉ có một phần duy nhất thôi, đó chính là phần phần đặt vấn đề. Thế thì lúc đấy các em sẽ hỏi thầy là: thầy ơi, đặt vấn đề ấy, nó chỉ có 300 từ thôi. Thế thì thầy muốn nói em là em viết hết như thế thì em chết. Đúng rồi, nó chỉ có 300 từ thôi. Cho nên các em nhớ thầy một điều, hãy biến 5 cái ý mà thầy vừa nói trở thành chính là 5 câu văn. Chính là 5 câu văn, đặt nó vào liền nhau, thành nó thành một gì? Nó thành một cái phần, người ta gọi là đặt vấn đề. Được chưa? Và từ 3 đến 500 từ, thông thường là 300 từ. Ok, nói đâu thì phải có, nói có sách mách có chứng đúng không? Nói mà không chứng minh được thì thực sự là các bạn sẽ không tin. Thì bây giờ thầy sẽ mở cho các bạn mấy cái bài viết nhé. Chủ yếu là những bài viết mà gần đây thôi. Các cái bài hội thảo khoa học mà thầy có tham dự, cái gần đây nhất ấy là vừa mới xuất bản tháng 10. Thì hôm sau thầy sẽ, đây này, đây là cái bộ tài liệu thầy vừa nói nhé. Đây là bộ tài liệu mà thầy sẽ cung cấp cho các bạn học viên, gồm 10 tài liệu nhé. Đây thầy mở cái bài mà mới nhất nhé. Thực ra không phải là mới nhất mà là mới công bố thôi. Còn cái bài mới nhất thì là phải là bài vừa xong cơ. Đây thầy mở cái bài tài liệu nào nhỉ? Ok bài này đi. Đây nhé, đây cái bài này thầy gửi cho hội thảo khoa quốc tế này. Các bạn nhìn nhé, đây. Đây là một cái phần đặt vấn đề của thầy này. Thì từ đây đến đây nó chỉ có 350 từ thôi. Được chưa nhỉ? 350 từ thôi. Các bạn ơi, các bạn cũng có thể là xem, các bạn có thể follow cái kênh TikTok này nhé. Để làm gì? Để các em có thể quay ngược lại các cái video mà thầy mới đăng ấy. Trong đó có một cái video thầy đã phân tích cái phần này, để cho những bạn sinh viên nào mà viết bài tiểu luận ngắn khoảng độ 5 trang, 10 trang, 15 trang, viết theo bố cục phần, thì hoàn toàn các em có thể bắt chước cái cách viết này. Thầy nghĩ nó rất là ok. Thứ nhất, các em nhìn nhé, thầy đang viết về cái vấn đề là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, đúng không? Thế thì cái vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nó nằm trong bối cảnh nào? Thứ nhất, bối cảnh thế giới thì nó đang nằm trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ hai, cái bối cảnh Việt Nam thì là nhà nước ta đang khích lệ các trường đại học đang sử dụng gì? Công nghệ trong việc dạy giảng dạy. Cụ thể là cái luật giáo dục năm 2018. Đấy, đây thầy có trích dẫn đây. Vậy các em thấy chưa? Cái bối cảnh thế giới và bối cảnh trong nước thầy cũng chỉ dùng có một có hai câu văn thôi. Đây, câu văn thứ nhất là đến đây, câu văn thứ hai là đến đây. Vậy là chỉ có hai câu văn thôi là trình bày được bối cảnh thế giới, bối cảnh Việt Nam. Thực ra chỗ này thầy hơi tham, thầy đang trình bày hai bối cảnh. Các em hoàn toàn có thể trình bày một bối cảnh của trong nước cũng được. Câu văn thứ hai là thầy bắt đầu bằng cái điều này ấy, thì nó bắt đầu là cái câu văn thứ ba là thầy đang trình bày trong bối cảnh của nhà trường, bởi vì thầy đang nói trong việc dạy học trong nhà trường. Vậy thầy đã dùng 3 câu văn đầu tiên để trình bày về 3 cái bối cảnh. Bối cảnh đi từ rộng đến hẹp là bối cảnh quốc tế, bối cảnh trong nước và bối cảnh của trường học. Thực ra chỗ này thầy hơi tham, nếu đúng ra thầy chỉ cần trình bày hai bối cảnh thôi, là trình bày bối cảnh trong nước và trình bày bối cảnh của gì? Của trường học nơi thầy đang công tác, vậy là ok rồi. Sau đó đến cái câu thứ tư là thầy viết cái màu xanh này này, cái màu xanh lá cây ấy. Đây chính là cái thầy đang chỉ ra tầm quan trọng của cái vấn đề ứng dụng này. Cái màu đỏ này các em đang nhìn thấy, đây chính là cái phần em nhìn thấy chữ tuy nhiên này không? Cái chữ tuy nhiên này này. Đây nhá, để cho các em nhìn nhá. Đó, nhìn thấy chữ tuy nhiên chưa? Thì bắt đầu thầy đang viết đến gì, cái khoảng trống, có nghĩa là cái vấn đề thì nó quan trọng như thế, nó nằm trong bối cảnh như thế này mà nó lại đang có một cái tuy nhiên. Sau đó thì thầy đến cái màu xanh đậm này là thầy đang nói đến câu văn thứ 6, thứ 7. Thầy nói đến cái gì nhỉ? Thầy nói đến cái khoảng trống, thầy nói đến cái tính cấp thiết. Và cuối cùng cái màu xanh da trời này thì thầy nói đến gì? Cái mục tiêu của cái bài nghiên cứu này. Vậy là thầy sử dụng khoảng độ 6-7 cái câu văn sắp xếp. Thực ra nó chỉ có 5 ý mà thầy vừa trao đổi với em thôi. Thì nó tạo thành một cái phần người ta gọi là đặt vấn đề. Đó, thầy các em biết tại sao xuất hiện cái mảng trắng này không? Nó đơ đơ không? Bởi vì thầy đang dùng một cái phần mềm để thầy trích dẫn. Đấy, nó hiện lên rồi đấy. Rồi, ok. Có nghĩa là tất cả các trích dẫn trong bài này thầy đều dùng. Tất cả cái gì các em nhìn thấy màu xanh này này, cái 1, 2, 3 này, tất cả những cái này là thầy đang sử dụng phần mềm để thầy trích dẫn, chứ không phải trích bằng tay nhé, thủ công nhé. Đó, ok. Vậy là khi thầy trích đến đâu thì nó sẽ ăn ngay xuống dưới danh mục để tham khảo đây. Các em nhìn thấy chưa? Đó.
tất cả tự động luôn. Khi thầy đặt bút, thầy chấm cái dấu chấm cuối cùng ở đây thì cái dấu cái bên dưới này là xong rồi, không cần phải làm gì nữa. Nào nó cũng xong, mình xong nó cũng xong. Mà mình không cần phải phải quan tâm cho với câu chuyện là nó làm có đúng không, bởi vì mình làm bằng phần mềm mà. Đó, đây là sự khác biệt. Ok, tắt đi nhá. Phần mềm này này, phần mềm này là một phần mềm mà thầy sử dụng, thầy dạy cho các bạn trong khóa học training vào tối ngày thứ 18 đây. Tối ngày 18 đây, và thầy dạy cho các bạn ấy sử dụng, cách các bạn ấy sử dụng một cách nhuần nhuyễn nhá. Cách sử dụng một cách nhuần nhuyễn và đặc biệt là phải cách edit cái phần mềm. Cái phần mềm này nó khá là hay nhá, lát có thời gian thầy sẽ dạy cho các bạn cách chúng ta làm. Thầy ơi, thầy chỉ cách làm tài liệu tham khảo đi. Thực ra cách làm tài liệu tham khảo nó không phải đơn giản đâu. Thứ nhất nhá, thầy nói qua thôi, thầy nói qua khoảng độ một vài giây thôi để các em hình dung nhá. Các em nhìn này, khi mà thầy tìm được tài liệu, đây thầy sẽ mở cho các em xem cái này. Thầy vừa nhận xét bài, thầy vừa chỉ ra chúng ta cái ấy nhá, cái cách làm. Đây là cái nội dung của cái khóa training mà thầy dạy tối ngày 18 nhá. Ví dụ khi mà thầy phân tích đề xong thì bắt đầu thầy đi tìm kiếm tài liệu. Đặc biệt là thầy sẽ dạy cho các bạn 7 cái kênh tìm kiếm tài liệu uy tín. Và sau khi có tài liệu rồi ấy, các em phải sử dụng công cụ để hỗ trợ cho quá trình trích dẫn. Thì cái phần mềm vừa rồi là một công cụ. Phần cái công cụ thứ hai đó chính là cái này. Cái công cụ thứ hai đó chính là cái literature review table này. Đây. Thầy sẽ mở cho các em xem một cái literature review table nhé. Có nghĩa là khi chúng ta tìm kiếm tài liệu và chúng ta đọc, khi đọc một cái, đọc đến đâu là phải sử dụng công cụ ngay, chứ không phải là chúng ta làm thủ công. Bởi vì làm thủ công ấy, các em chỉ làm được 1-2 tài liệu thôi. Khi làm nhiều tài liệu thì gần như các em sẽ không thể nào làm thủ công được. Đây, trên mặt các em đấy chính là cái literature review table. Đấy, và thầy sẽ dạy cho các bạn cái cách làm cái literature review table này tích hợp cùng với cả cái phần mềm thì để chúng ta trích dẫn trong một cái bài nghiên cứu thì nó sẽ không bị loạn, không bị loạn thông tin, không cần sách vở, không cần giấy bút gì đâu nhá, tất cả làm trên máy tính hết. Ok. Khang Bùi à. 5 cái nhá, thầy nhắc lại nhá, các bạn lưu ý này, cái thứ nhất đó chính là tổng quan nghiên cứu. À thầy xin lỗi, cái thứ nhất đấy là bối cảnh nghiên cứu. Có thể bối cảnh trong nước, bối cảnh quốc tế hoặc bối cảnh của cái ngành, cái lĩnh vực đó. Có nghĩa là để em thấy là cái vấn đề đấy nó sinh ra từ đâu, nó đang nằm trong bối cảnh nào. Cái vấn đề thứ hai, các em phải khẳng định được tầm quan trọng của vấn đề. Được chưa? Cái thứ ba là các em trình bày được khoảng trống tri thức. Có nghĩa là cái vấn đề nó quan trọng như vậy nhưng mà nó đang xuất hiện cái vấn đề gì. Cái thứ tư là em phải chỉ ra được cái tính cấp thiết. Và cái thứ năm, nội dung thứ năm là em chỉ ra được gì? Cái mục tiêu của nghiên cứu của mình. Tất nhiên là viết nó một cách khác so với cái phần mà chúng ta viết phần mục tiêu. Viết nó khác đi một chút. Và để làm được cái phần đó không phải là tự nhiên chúng ta ngồi, chúng ta nhớ đến thầy nói đến năm ý đó và chúng ta ngồi chúng ta tự nhiên tưởng tượng ra để viết được. Các em nhớ nhá, để viết được năm cái phần đó thì các em phải nhớ đến cái bố cục mà thầy đã dạy cho các bạn đây. Đây là cái nội dung mà thầy dạy trong khóa training. Thì đây cũng là cái tư duy mà thầy làm, cái tư duy của chính thầy khi thầy làm một bài. Đầu tiên có đề tài thầy phải phân tích. Còn những bạn nào mà làm nghiên cứu khoa học khoa tốt nghiệp mà chưa có tên đề tài ấy, thì trong cái phần 1 này thầy dạy các bạn cách tìm kiếm tên đề tài luôn. Sau khi tìm được tên đề tài rồi, các bạn phải phân tích nó để hiểu được về đề tài của mình. Sau khi hiểu xong rồi, các em mới đi đọc tài liệu. Nếu mà cái bước này của em làm sai, bước này phân tích đề tài sai thì coi như sai hết. Đi tìm tài liệu mà sai, không tìm được tài liệu thì các em cũng teo, đúng không? Sau khi tìm tài liệu rồi phải biết cách sử dụng công cụ. Giống như kiểu là các em thay con bò con trâu bằng cái máy cày, tự nhiên năng suất của các em khác ngay nhá. Và em trích dẫn cho nó đúng khoa học. Xong xuôi rồi mới ngồi đây mới tư duy được ra bố cục. Chứ không phải rất nhiều bạn sinh viên là thầy ơi em làm bố cục thế này được không. Ôi giời ơi, em làm được hay không ấy thì em phải biết chứ. Xong rồi cái bố cục của em ấy nó phải đi theo cái mục tiêu nghiên cứu của em chứ. Tại sao em hỏi thầy là bố cục của em như này được chưa? Thầy có thể nhận xét cho em về mặt logic nhưng nó đúng hoàn toàn hay không ấy thì là phải do em phán đoán. Đấy, cho nên là cái phần này quan trọng này. Sau đó thì bắt tay vào viết, thầy dạy cho các em cách viết từ phần lý do chọn đề tài cho đến là cái phần bố cục. Thầy dạy hết tất cả mọi nội dung này luôn. Đây là tài liệu của nó này. Tài liệu của nó đây. Các bạn nhìn nhá. Cái nội dung mà thầy vừa chỉ cho các bạn đây này, nó chính là cái phần này này. Nó chính là cái phần mà đặt vấn đề này. Thầy dạy các bạn viết đặt vấn đề nhá. Những bạn nào vừa xem cái đặt vấn đề của thầy ấy, là thầy sẽ dạy cho các bạn viết trực tiếp luôn ở phần này này. Sau đó là thầy sẽ dạy cho các bạn viết phần mở đầu. Các bạn nhìn nhé, từ trang 29 và đến trang 39. Có nghĩa là 10, 12 cái mục này
Thầy dạy cho các bạn viết trong 10 trang này, có nghĩa là cái nội dung trình bày rất chi tiết luôn. Và đặc biệt những bạn nào mà không biết gì về trích dẫn, không biết gì về đạo văn, không biết một tí gì về Word thì được dạy chi tiết ở đây. Các bạn sẽ được dạy chi tiết về Word, edit một cái Word để chúng ta làm cho nó chuẩn, không cần do quán photo luôn, tiết kiệm được cả tiền do quán photo nhá. Và đặc biệt là kiến thức bổ trợ từ trang số 70 đến trang 77 là cái gì các bạn biết không? Đây chính là cái phần mà đạo văn đấy, dạy cho các bạn cách viết nghiên cứu khoa học hay khóa luận tốt nghiệp không bị đạo văn. Mà nếu bị đạo văn rồi thì phải sửa như thế nào, thì cái phần này sẽ dạy cho các bạn nhé. Đây thầy đang nói về nghiên cứu khoa học đây. Bạn Chupiger, bạn muốn đăng ký khóa học ấy thì các bạn có thể đăng ký theo trên cái đường link bio trên kênh TikTok này nhé. Rồi về cái phần lý do chọn đề tài nhé, bạn cần xem lại cho thầy này. Thứ hai phần lịch sử nghiên cứu. Rồi ở đây bạn nói rằng là nghiên cứu về giao tiếp. Đề tài của em là gì? Đề tài của em là giáo dục kỹ năng giao tiếp. Thế thì cái đề tài này, những nghiên cứu về giao tiếp. Ok, những nghiên cứu về giao tiếp này. Các bạn lưu ý nhé, những cái đề tài mà các bạn trình bày ấy, về mặt hình thức nhé. Ví dụ nhé, các em nhìn này, đây là về mặt hình thức bài của bạn đây đúng không? Các em nhìn thầy chỉ cần chỉnh trang một chút nhé, xem có đẹp hơn không nhé. Rồi, ok. Nhìn khác chưa? Đấy, khác bên dưới này không? Đây là bài của bạn này. Đây là phần này, hình dạng này. Đấy, khác ngay. Đúng không ạ? Vậy là khi các bạn làm bài, các bạn cần biết cách định dạng cho nó đẹp nhé, cho nó tốt nhé. Chứ không phải là chúng ta định dạng bừa đâu. Đây, nhìn này, nhìn các em nhìn thấy chưa? Đây, đây là bài của bạn đây. Đây là phần mà thầy vừa định dạng đây. Các em biết tại sao chỗ này nó lại bị này không? Đây là cái phần mà giống như kiểu chúng ta copy ấy, paste ấy, nó mới bị nhầy, chứ còn đánh máy chả bao giờ bị nhầy. Đó. Rồi, ok. Ở đây bạn tổng quan nghiên cứu thì các bạn lưu ý nhé. Khi các bạn trình bày về một cái đề tài nào đó thì bạn cần phải tóm tắt được đề tài đó. Đây, chứ không phải là ở Việt Nam của chúng ta có những cái nghiên cứu như thế này, như thế này, như thế này. Không phải. Mà các bạn nhớ là các cái đề tài mà các bạn tham khảo ấy, nó phải vào vấn đề là đây là đề tài của em này này. Giáo dục kỹ năng giao tiếp. Cái đối tượng nghiên cứu của em ấy, đấy chính là cái hoạt động giáo dục. Giáo dục kỹ năng giao tiếp, chứ không phải là chúng ta nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp. Giáo dục kỹ năng giao tiếp. Các bạn hiểu ý mình không nhỉ? Đối tượng nghiên cứu là giáo dục kỹ năng giao tiếp, chứ không phải là kỹ năng giao tiếp. Bây giờ cái đối tượng đi vào ấy, đấy chính là hoạt động giáo dục. Có nghĩa là các hoạt động của giáo dục diễn ra như thế nào. Về một cái hoạt động, về một cái vấn đề là kỹ năng giao tiếp, cũng nghĩa là làm sao đấy để cái kỹ năng giao tiếp này nó hình thành ở trẻ em, chứ không phải là chúng ta nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp. Ok, các bạn phải hiểu rất rõ về đối tượng nghiên cứu của mình, nếu không thì sai ngay. Nếu bạn hiểu không đúng ấy thì bắt đầu đề tài của bạn, bạn sẽ đi khảo sát tất cả những cái đề tài mà liên quan đến kỹ năng giao tiếp, nhưng thực sự đúng ra thì bạn phải nghiên cứu về các cái gì, các cái đề tài nghiên cứu về giáo dục kỹ năng giao tiếp. Các bạn hiểu mình không nhỉ? Đó. Cho nên cái việc mà, cho nên tại sao mà thầy dạy cho các bạn cách là gì? Phân tích đề tài đầu tiên. Đây. Bởi vì đề tài của mình mà mình không hiểu ấy, thì mình sai ngay từ cái khâu đi tìm kiếm tài liệu. Mà đi tìm kiếm tài liệu mà sai mất rồi thì còn cái gì nữa à? Đó. Ok, chào Nhi. Anh có thể giúp em về tiểu luận quản lý nhà nước về dạy nghề với ạ. Ok, cái đề tài của em nó cũng không có gì khó cả nhá. Nghe cái tên cũng không có gì là phức tạp lắm đâu. Anthony Annoy. Ok. Khóa học các bạn có thể đăng ký trên đường link bio trên kênh TikTok này này. Em vào kênh TikTok này nhé. Em follow này, xong đó em sẽ nhìn được cái đường link bio trên cái phần giới thiệu ấy. Rồi. Tiếp này, những nghiên cứu về giao tiếp, về kỹ năng giao tiếp của trẻ em mầm non. Thì thầy vừa nói rồi nhá, cái đối tượng của em là giáo dục. Giáo dục kỹ năng giao tiếp, có nghĩa là em đi vào cái đối tượng của em là giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ em, chứ không phải chúng ta đi vào nghiên cứu kỹ năng giao tiếp hay là giao tiếp. Cho nên từ nãy đến giờ các đề tài mà em đi khảo sát nó cũng chưa đúng đến đối tượng của mình.
Đấy, theo quan điểm của mình là như vậy đấy. Ở đây, những đề tài này của em thì lại được này. Một số biện pháp giáo dục hành vi. Đấy, những đề tài mà đi vào gì? Giáo dục. Biện pháp giáo dục hay hình thức giáo dục hay phương pháp giáo dục thì đều được nhá. Nói chung là chúng ta đi vào giáo dục. Đó. Ngoài ra thì đề tài này của em khảo sát ấy, có những cái đề tài em viết thì em viết rất dài. Có những đề tài em viết có xíu xíu thôi. Đấy. Và cái đề bài này ấy, của bạn này hôm qua thì mình check đạo văn cho bạn ấy có một cái vấn đề nhé. Các bạn nhìn cho mình nhé. Tất cả các cái ngoặc kép này đánh đúng không? Đố các bạn sinh viên đánh đúng không? Nào. Đố các bạn dấu ngoặc kép đánh này đúng chưa? Thực trạng chất lượng giáo viên và người lao động trong các trường nghề. Thực ra bây giờ người ta không dùng từ thực trạng trong tên đề tài em ạ. Nhi nhá. Đúng rồi hả? Cái đấy copy chắc luôn hả? Rồi, các bạn nhớ cho mình nhá. Đây không phải là cách đánh dấu ngoặc kép đúng. Khổ ghê. Các bạn biết tại sao không? Hôm qua mình check đạo văn cho bạn ấy thì mình có nói rằng là em ơi, cái dấu ngoặc kép của em đánh như này ấy, phần mềm Turnitin ấy nó không nhận ra. Và nó không nhận ra thì auto là nó sẽ không miễn trừ cho em, thế thôi. Và em là người thiệt. Và mình đánh nhà nó cũng không đúng. Thế thì đánh ngoặc kép đánh như thế nào mới đúng? Có thế này thôi mà không đánh được à? À. Đây, như này là đúng này. Nhìn thấy chưa? Đấy, nhưng mà nhiều bạn sinh viên nhà mình đến dấu ngoặc kép hình dung nhìn mặt mũi như nào mình còn chưa 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 hình dung ra. Đấy, cho nên là những đánh nhà là sai này. Hầu hết trong bài của em đánh dấu ngoặc kép là sai hết. Có cái nào đúng đâu? Đấy, cho nên là khi check đạo văn nhá, nó không miễn trừ cho em là người thiệt nhá. Rồi, mục tiêu nghiên cứu này. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận để nhằm nâng cao á. Nghiên cứu lý luận thì làm sao mà để nhằm nâng cao được? Rồi, cái đoạn này em nên viết lại nhé. Mục tiêu nghiên cứu của em đơn giản là gì ạ? À, mục tiêu nghiên cứu của em là ví dụ như tìm ra các cái phương pháp giáo dục. Ví dụ thế, tìm ra các phương pháp giáo dục hoặc là cải thiện các cái phương pháp giáo dục, kỹ năng giao tiếp cho trẻ em, thế thôi. Lỗi đó trừ Turnitin in lỗi gì vậy? Cái câu hỏi của em mình cũng không hiểu lắm đâu. Nhưng nói chung ấy là khi Turnitin in nó chạy chạy ấy, thì các em cần phải nắm được các cái quy định của nó. Đây là một cái mình đang chạy cho một bạn sinh đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Rồi. Đây Turnitin in của mình đây. Đây. Đây là Turnitin phần mềm Turnitin in nhé các bạn nhé. Thì khi có Turnitin in ấy, các bạn cần phải khi bạn check đạo văn ấy, các bạn cần phải nắm được. Bạn cần phải nắm được cái gì? Đây là bạn cần phải nắm được cái này này. Đây là các cái tiêu chí miễn trừ của nó này. Ví dụ nó miễn trừ cho em trích dẫn trong ngoặc kép, trích dẫn trực tiếp này. Hoặc là nó miễn trừ cho em bibliography là danh mục tham khảo này. Miễn trừ cho em các cái nguồn trùng nhỏ này. Cái này mình phải nắm được nhá. Đấy. Thế mà cái trích trực tiếp ấy, dấu hiệu của nó chính là gì? Đó là đóng ngoặc kép. Mà em đóng ngoặc kép sai, nó không miễn trừ cho em. Thế thôi. Thầy ơi, đề tài mới không có nghiên cứu liên quan thì mình... không có nghiên cứu liên quan thì tổng quan. Nếu mà không có nghiên cứu liên quan thì thứ nhất em phải khẳng định rằng là chắc chắn là không có nghiên cứu liên quan. Nếu mà không có nghiên cứu liên quan thì em phải xem lại đề tài của mình. Bởi vì như vậy đề tài của em gần như là mới, hoàn toàn mới toanh, chưa bao giờ ai nghiên cứu. Thậm chí đến lý thuyết của nó cũng không có gì, hoặc là em nghiên cứu thẳng luôn là về lý thuyết. Có nghĩa là một cái đề tài mà quá mới, mới ơi là mới, không có mà ai cái nào có trước em ấy. Cái đấy thực ra là tốt thôi, nhưng mà quan trọng là em phải xem ngược lại mình có làm được không. Đấy. Bởi thông thường ấy, các nghiên cứu của các bạn sinh viên đa số là các cái nghiên cứu theo hướng tiếp cận diễn dịch. Diễn dịch có nghĩa là nó suy ra từ các cái lý thuyết đến thực trạng và cuối cùng là nó đưa ra các cái giải pháp. Đấy là nghiên cứu diễn dịch. Còn nghiên cứu quy nạp, ví dụ nghiên cứu quy nạp là nó sẽ đi từ đâu? Nghiên cứu quy nạp nó sẽ đi từ cái thực tiễn quan sát đến câu chuyện là đưa ra được các lý thuyết đấy. Nếu mà giảng viên của em ấy Nga ấy, mà không nói về các tiêu chí miễn trừ ấy thì em cần phải gửi cái ảnh vừa rồi cho giảng viên
Bởi vì các cái giảng viên nhà mình ấy, nhiều khi các thầy cô chỉ biết mỗi cái tiêu chí là trùng bao nhiêu phần trăm là ok thôi. Các thầy cô không đi sâu. Bởi vì sao, các em biết tại sao không? Bởi vì ở nhà trường ấy, thông thường người ta đã cài đặt sẵn rồi. Thế cho nên em chỉ đưa vào bài và là xong thôi. Đấy, cho nên các thầy cô không quan tâm lắm đến tiêu chí miễn trừ. Nhưng mà rất nhiều nhà trường hiện nay người ta chỉ cho các em check có 3 lần thôi. Như vậy rất là ít. Và đặc biệt nữa, nhiều nhà trường lại còn cài đặt thế nào đấy để sinh viên bị lưu bài. Mà đã bị lưu bài rồi thì không sửa được nữa. Cho nên các em cực kỳ lưu ý nhá. Các vấn đề em phải lưu ý là nghiên cứu khoa học ấy, nó không thể được nói những từ chung chung. Bây giờ em lại định nghiên cứu các vấn đề, thế nào các vấn đề là vấn đề gì? Cần phải rõ ràng em nhé. Đối tượng nghiên cứu này, nghiên cứu biện pháp giáo dục. Nghiên cứu biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp. À, đề tài, tên đề tài của em là gì nhỉ? À, đây, tên đề tài là gì? Giáo dục kỹ năng giao tiếp. Tên đề tài thì là giáo dục kỹ năng giao tiếp. Còn mục đối tượng nghiên cứu ở đây em xác định là các biện pháp gì? Các biện pháp giáo dục. Các biện pháp giáo dục thì em cần xem lại nhé. Bởi vì em mà em đang đồng nghĩa cái từ các biện pháp giáo dục và giáo dục, em đang hiểu nó giống nhau. Nếu mà em hiểu giống nhau như vậy thì tại sao tên đề tài em không nói luôn là các biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp đi, để nó chỉ đi vào các biện pháp thôi. Chứ còn nếu mà nói từ giáo dục thì biết đâu nó lại còn rộng hơn từ biện pháp thì sao? Cho nên ở chỗ này nhé, thầy đang góp ý như vậy nhé. À, sau đó em không cần phải nói tiếp đến phần sau này đâu, bởi vì nó đang là thừa. Về phạm vi nghiên cứu thì phạm vi có thời gian, không gian và phạm vi về nội dung nữa nhé em nhé. Rồi, hướng dẫn câu hỏi nghiên cứu. Thực ra cái phần mà em hỏi ấy, nó nằm hết đây này. Đây, đây này, câu hỏi nghiên cứu này. Tất cả những cái thứ mà các bạn đang phân vân ấy, nó là nằm ở trong phần này. Mà phần này mình sẽ dạy vào cái buổi day 1 của khóa training. Những bạn nào quan tâm thì các bạn có thể đăng ký trên đường link bio trên kênh TikTok này nhé. Rồi, bây giờ đến chương 1 này. Cơ sở lý luận về hình thành kỹ năng giao tiếp. Rồi, bây giờ các bạn xem cái tên đề tài, cái tên chương 1 này có ok không? Các bạn nhớ cho mình nhé. Cái đối tượng nghiên cứu của bạn là giáo dục kỹ năng giao tiếp. Thế tại sao bây giờ bạn lại đi nghiên cứu về lý luận về hình thành kỹ năng giao tiếp? Hả? Tại sao cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta một đường mà bạn lại nghiên cứu lý luận một nẻo? Các bạn nhà mình có hiểu chỗ này không nhỉ? Không phải theo chương nữa như nào. Bạn Nhi lưu ý nhá, cái tên của em ấy, cái tên đề tài của em nó là gì? Các vấn đề. Thì mình đang góp ý cho em là em không nên đặt tên đề tài là các vấn đề, bởi vì vấn đề gì thì phải viết rõ ra. Ví dụ như chất lượng nguồn nhân lực thì là chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng thì là kỹ năng, năng lực thì là năng lực, thái độ thì là thái độ, hành vi thì là hành vi, mà em muốn nghiên cứu cái gì của họ thì em phải nói ra, hay trình độ. Chứ bây giờ em lại nghiên cứu là các vấn đề về. Thế bây giờ các vấn đề là bao nhiêu vấn đề? Thế cho nên các em cần phải xác định rõ nhá, chứ không chương minh mục gì đây vội nhá. Trời ơi, em đang đau đầu nghiên cứu khoa học gặp gặp nghi cái video này à? Nga và Ukraine hả? Nghiên cứu cái gì á? Tốt nhất là bạn sang đấy thử bây giờ nó đang có vấn đề gì thì bạn nghiên cứu. Rồi, bây giờ mình nói lại nhá, mình đang góp ý cho em về tên chương 1, bởi vì cái đề tài của em ấy em đang nghiên cứu về gì? Em đang nghiên cứu về giáo dục kỹ năng giao tiếp. Nhưng bây giờ cái chương 1 ấy, em lại đi nghiên cứu về lý luận về hình thành kỹ năng, thì đó là một cái vấn đề hoàn toàn khác. Mình đang không hiểu rằng là cái lý thuyết này thì nó sẽ làm tiền đề gì cho cái thực trạng của em. Bởi vì lý thuyết, thực trạng và giải pháp ở nếu mà đề tài của em làm như vậy ấy, thì nó phải hình thành ra một cái gì? Một cái trục nó khá là chắc chắn và logic với nhau. Đây này, những nghiên cứu kỹ năng về kỹ năng. Thế tại sao lại nghiên cứu về kỹ năng? Bởi vì bên trên em làm tổng quan nghiên cứu rồi, bên dưới em lại nghiên cứu những nghiên cứu về kỹ năng này làm cái gì mà kỹ năng nào. Tiếp, những nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp, thôi nói chung là ấy, mình đang đánh giá rằng là cái bố cục này là bố cục mà do em ngồi em tưởng tượng ra, chứ không phải rằng là em suy nghĩ, em đọc tài liệu. Bởi vì khi một đề tài mà chúng ta đọc tài liệu về những đề tài nó gần giống thì không bao giờ chúng ta lại vẽ ra cái bố cục như thế này cả. Đấy là cái đầu tiên nhá. Cái chương 1 như thế này ấy, là mình nghĩ là không ok rồi. Một số vấn đề giao tiếp và hình thành kỹ năng giao tiếp tại trường mầm non huyện Quan Hóa. Bạn nhớ nhá, cái chương 1 của em là chương lý luận. Thế tại sao ở đây em lại nói rằng là
tại trường quan hóa. Đây là thực trạng. Tên chương thì là thực trạng lý luận, nhưng mà tên mục thì là đang là thực trạng. Ok, không ok nhá. Làm lại. Kỹ năng hình thành tiếp tục lại là thực trạng tiếp. Vậy là cả cái chương 1 này em toàn đi vào thực trạng thôi, chứ có đâu có lý thuyết gì đâu. Các bạn nhìn xem, từ phần 1.1 cho đến cái phần mà 1.3, các bạn có thấy tí lý thuyết nào không? Vậy là nó đâu có phải là tên đề tài của em đâu, nó đâu có phải là tên chương đâu em. Tiếp tục sang chương 2, thực trạng sử dụng các hoạt động. Thứ nhất là chúng ta không gọi là thử sử dụng các hoạt động. Sử dụng là sử dụng một cái vấn đề gì, chứ không phải sử dụng hoạt động. Thực hiện các hoạt động hay tổ chức các hoạt động thì còn được nhá. Nhằm hình thành kỹ năng giao tiếp. Các em nên nhớ nhé, đề tài của em nghiên cứu là từ giáo dục. Bây giờ em phải làm rõ nội hàm của từ giáo dục ra, xem giáo dục nó gồm thành phần là những cái gì. Ví dụ như là phương pháp giảng dạy, ví dụ như là cơ sở vật chất, ví dụ như là cái gì đấy, mình đang lấy ví dụ thôi. Nó là cái gì thì em phải khảo sát những cái vấn đề đó, em phải trình bày những vấn đề đó tại thực tại lý thuyết. Và sau đó em đi khảo sát những vấn đề đó tại thực trạng. Chứ không phải bây giờ em đi vào các hoạt động nhằm hình thành kỹ năng giao tiếp. Thế bây giờ các hoạt động nhằm hình thành kỹ năng giao tiếp được hiểu là giáo dục à? Có thể đúng hoặc có thể là không đúng nhá. Rồi, tiếp tục cái chương 2, em lại đang cái phần 2.1 em lại trình bày tên mục trùng y nguyên tên chương, như vậy là không ok nhá, không được nhá. Đó. Rồi, chương 3, biện pháp hình thành kỹ năng. Sao lại biện pháp hình thành kỹ năng? Đâu biện pháp đâu? Đây các bạn nhìn xem, tên là tên biện pháp nhưng làm dưới biện pháp nào? Đây là nguyên tắc. Đây là nguyên tắc. Đây. Đâu? Các bạn nhìn cho mình phương pháp đâu? Rồi. Đấy, cái đấy là mấy cả những cái phương pháp này của em dựa trên cái vấn đề gì? Rồi, phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp đàm thoại, phương pháp. Các phương pháp ở đây tất cả các cái tên để các cái phương pháp nhé. Các bạn lưu ý này, không đánh gộc đầu dòng, không dấu cộng, dấu trừ gì đâu nhé. Đánh tù lum tà la, đánh có biết đánh đâu. Các bạn nên nhớ các phương pháp ấy, nó có phương pháp về thu thập dữ liệu, phương pháp luận, phương pháp phân tích dữ liệu. Trong thu thập dữ liệu thì có các cái phương pháp về ví dụ như là phương pháp bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát. Tất cả những phương pháp mà em đang nêu ở đây đa số đều là phương pháp thu thập dữ liệu nhá. Nhóm phương pháp xử lý dữ liệu ở đây rồi thì em xử lý bằng cái gì thì em phải nêu phương pháp đó ra, và các phương pháp này phải được giải thích cách thức sử dụng, chứ không phải đây tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm khẳng định. Em phải nói rằng em thực nghiệm sư phạm như thế nào, chứ không phải là vội vàng nói đến câu chuyện là khẳng định cái điều gì nhá. Ok, các bạn có thể follow cái kênh TikTok này để xem thêm các video nhé. Rồi, đấy, với bài của em như vậy thì thầy góp ý như thế. Có nghĩa là bài của em có rất nhiều các cái vấn đề khác nhau mà thầy nghĩ rằng là nó chưa đưa đến một cái bố cục logic đâu. Thì em cần phải xem thêm, được chưa? Rồi, xong một cái bài của bạn này. Các bài nghiên cứu được lưu trên thư viện online của trường không thầy? Trên thư viện có em nhé. Rồi, ở đây thì một bạn này nữa, bạn ấy có một cái đề tài là thực trạng tỷ giá hối đoái tại Việt Nam giai đoạn 2020 và 2022. Thế thì với cái đề tài này thì mình xem là bạn đang làm như thế nào nhé. Thứ nhất là cái về mặt hình thức thì mình đánh giá rằng là tiến địa lý, nghe quen đấy nhỉ? Dưa hấu. Sang năm mà làm nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp, năm nay mới hơi sợ, thì sợ hơi muộn. Phải biến cái cụ thể hóa cái sợ đấy thành một cái đề tài nghiên cứu khoa học đi. Năm nay phải làm đi để sang năm làm cho nó nhanh hơn, tiện hơn nhé. Thứ nhất này, ở đây trong đề tài này của bạn có tính cấp thiết. Ôn kiểu gì á? Ở bài giữa kỳ biết đâu lại là một cái bài mà thầy cô bắt mình viết đấy. Bởi vì cái môn này đa số là viết. Tính cấp thiết và tổng quan tình hình nghiên cứu này. Các bạn nên nhớ nhé, tính cấp thiết và tổng quan thì nên tách riêng ra thành hai mục khác nhau.
Thứ hai, mục đích và nhiệm vụ, đối tượng phạm vi, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của đề tài. Ok. Bây giờ đến cái phần nội dung thì mình lưu ý nhé, các bạn phải làm cho đẹp vào chứ không phải là chỗ thì thụt thò mà không làm tự động đâu. Cái này nó giống như kiểu bạn kẻ tay ấy. Nếu mà tự động thì kích vật chuột vào đây nó phải được cơ. Cái thứ hai là các cái dấu này phải cách ra. Các bạn biết tại sao nó đánh cái gạch chân này không? Phải cách ra một cái này nữa thì nó không gạch nữa. Đấy, làm nó phải chuẩn chỉ. Cái thứ hai nữa là các cái mục mà cấp độ 2 là bố của các mục cấp độ 3 thì phải bố và con định dạng khác nhau. Mục cấp độ 3 là bố của mục cấp độ 4, định dạng phải khác nhau. Chứ bố, ông và cháu định dạng cùng một kiểu như thế này là chúng ta đang không biết cách định dạng nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn cả cái cục này thấy nó có xấu không? Đây, nói có sách mách có chứng nhé. Các bạn nhìn bài của bạn này xem có đẹp không? Đây, nhìn này. Nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn nó khác bọt chưa? Đấy. Nhìn này, ngay ngắn, chỉn chu. Đưa con chuột vào một cái thôi là nó thành cái ngón tay chỉ luôn. Thì có nghĩa là làm tự động. Chứ còn bây giờ nhìn này, sang đây phát thôi luôn hết. Đó. Thì cái này ấy, đã được dạy rất chi tiết ở trong khóa training này. Mình dạy các bạn nên làm 4 cái loại, tất cả làm tự động hết đây này. Làm 4 loại tự động, ví dụ danh mục, mục lục, danh mục hình ảnh, danh mục bảng biểu, danh mục phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo. Tất cả mọi thứ mình đều làm, dạy các bạn làm tự động hết. Mình dạy các bạn làm 4 cái điều đó tự động hết. Mà nó chỉ là 115 các nội dung, 116 cái nội dung các bạn được học trong khóa training này thôi. Cho nên các bạn cứ đăng ký nha. Đây em ơi, đây cái phần dạy Word đây này. Em mở đây ba ra. Bạn Hana Nen này này, bạn là học viên đúng không? Bây giờ em mở đây ba ra thì em sẽ được học chi tiết luôn nhé. Các bạn hỏi là cái khóa đấy là khóa nào thì đây này, khóa training này này, các bạn kích vào thì các bạn có thể đọc, các bạn đánh đây, các bạn có thể xem đây, các bạn học viên đang học đây, đang tiếp tục học nhé. Còn đây là các nội dung các bạn nhận được này. Đấy, thấy chưa nhỉ? Còn đây là nội dung mà các bạn sẽ được học. Đấy, được chưa? Đây là thông tin, là thông tin của giảng viên, là mình thông tin về mình. Còn đây là 100 mấy chục đánh giá rồi đấy, mình không nhớ lắm. Các bạn có thể xem trên đó nhé. Rồi, bây giờ mình nói đến cái phần hình thức nhé. Đúng rồi, tài liệu free em nhé. Tài liệu free. Hananen này, hôm tới này, ngày mai thầy sẽ update thêm cho các em một cái tài liệu tham khảo mới. Nó có khoảng độ vài trăm tài liệu và vài trăm bài viết luôn ấy, về các cái chủ đề khác nhau, về kinh tế, về kỹ thuật, về y học, về khoa học nhân văn. Thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo nhé. Ok, các bạn lưu ý nhé. Đây này, những vấn đề lý luận chung về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái. Ok, cái tên chương 1 bạn đặt này là tương đối là ok này. Bởi vì là thông thường đối tượng nghiên cứu là cái gì thì cái chúng ta làm rõ lý luận về nó. Bởi vì chúng ta cần phải làm rõ nó về mặt lý thuyết trước để chúng ta nhận diện được nó là cái gì, nó gồm những cái gì, nội hàm của nó ra sao. Thì nó sẽ làm cái tiền đề cho chúng ta khảo sát thực tế. Cho nên bạn đặt cái chương 1 này mình thấy rất là ưng rồi, khá là ok. Bạn không những làm rõ cái về vấn đề tỷ giá hối đoái mà bạn còn làm rõ cả về vấn đề chính sách tỷ giá thì cũng ok nhé. Rồi sau đó là phần 1.1, bạn đi vào phần về phần lý luận chung về tỷ giá. Phần này đi vào chính sách tỷ giá. Ok, bạn tách ra nhảy nó cũng khá là logic. Sau phần trong phần tỷ giá thì bạn làm rõ về khái niệm và phân loại tỷ giá này. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá này. Vậy là trong nội dung này bạn làm hai cái, thứ ba là vai trò của tỷ giá. Vậy là bạn làm rõ ba nội dung này trong phần này. Mình thấy là bài của bạn này logic hơn rất nhiều so với bài bạn trước nhé. Chính sách tỷ giá thì đây bạn đưa đến mục cấp độ 4, nhưng mình lưu ý nhé, thông thường mình vẫn khuyên các bạn sinh viên là không cần trình thiết đến, không cần trình bày đến mục cấp độ 4 đâu, bởi vì nó sẽ khiến cho bài của chúng ta nó khá là dài. Ok, chào Smile. Thực trạng tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Các bạn nên đặt cái tên chương của chúng ta không nên trùng với cả cái tên đề tài nhé. Hình như bạn Smile, bạn ấy đi quân sự đúng không? Em đi quân sự đúng không? Thực trạng tỷ giá hối đoái. Bạn không cần phải ghi những thực trạng đâu. Bạn chỉ cần ghi bắt đầu từ đây thôi. Tỷ giá hối đoái tại Việt Nam giai đoạn này. Vậy là bạn bỏ được từ thực trạng đi. Ít nhất là nó đã không trùng với tên chương rồi. Nhá. Đấy, xong bắt đầu bạn trình bày tỷ giá.
thì tỷ giá hối đoái nó không phải cái nội dung, nó không phải là cái chuyên ngành của mình, nhưng mà ít nhất chúng ta nhìn vào một cái bố cục chúng ta phải thấy là ok. À ok, Phương Phương vừa đi học đúng không, bảo là 9 rưỡi về gì, ok tí nữa nhận xét nhé, hết bài của bạn này ha. Rồi đấy, về phần mặt bố cục thì tương đối tốt, nhưng mà về mặt hình thức thì hơi tệ. Thực ra ấy, cái phần hình thức ấy nó chỉ chiếm khoảng 1-2 điểm thôi, nhưng mà nó làm cho giảng viên có ấn tượng tốt hay không tốt về bài của bạn. Và cái ấn tượng ấy nó sẽ khiến cho bài của bạn được điểm cao hay không, bởi vì đó là đánh vào mặt cảm xúc. Các bạn cứ tưởng tượng như bây giờ các bạn ra siêu thị, một cái đồ ăn người ta chưa biết là có ăn có ngon không, bởi vì người ta chưa mua. Nhưng mà người ta thấy cái bao bì của nó phèn quá, xấu quá, thì bạn là người mua ấy, bạn có muốn mua không? Đấy, thì giảng viên người ta cũng vậy, người tự nhiên người ta có ác cảm ban đầu, chắc chắn là người ta sẽ đọc nội dung, người ta chấm. Nhưng mà người ta nhìn cái đề tài của bạn, hình thức ấy, người ta đánh giá nhé. Thầy ơi, em K28, khóa 28, ok. Tầm 20 trang tiểu luận thì theo chương hay theo phần ạ? Ở tầm 20 trang thì em xem lại quy định của, như là yêu cầu của giảng viên một chút. Nếu mà giảng viên không yêu cầu về cái giảng viên không yêu cầu về cái bố cục nhá, thì bắt đầu em quay trở lại em nhìn lại tên đề tài cho thầy. Nếu mà tên đề tài nó rất là đơn giản thôi, nó nghĩa là nó bắt chúng ta trình bày một cái vấn đề nào đó thôi, hoặc là thực trạng một cái vấn đề nào đó thôi, thì em nên trình bày theo bố cục theo phần. Còn nếu mà cái tên đề tài người ta yêu cầu chúng ta vừa phải trình bày một cái gì đó nó lớn lao, mà cái thực trạng nó về một cái vấn đề nó khá là đầy đủ nhé, đầy đủ thực trạng về một cái vấn đề nào đó mang tính chất kiểu chuyên môn ấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ xem xét. À lúc này chúng ta có thể là nó có nhiều cái phần cần phải làm rõ thì chúng ta sẽ trình bày phần theo chương. Còn nếu mà nó chỉ có một cái khái niệm thôi đấy, hoặc một hoặc hai khái niệm thôi mà cái vấn đề nó cũng nhỏ nhỏ thôi, thì bắt đầu chúng ta có thể trình bày theo phần cũng được. Bởi vì nếu mà em trình bày theo chương ấy thì biết đâu em lại phải trình bày phần mở đầu, mà phần mở đầu thì nó đã chiếm khoảng độ 5 trang mất rồi. Nói chuyện này các bạn nhìn vào đề tài nhé. Về Big Data, nhưng Big Data về cái gì, nó rất nhiều chủ đề em nhé. Đó, ok. Thứ hai về bảng biểu thì bài của bạn này nó thật, bạn này là một cái bạn mà bạn ấy chưa làm quen về Word, cho nên đa số bạn ấy đều làm gì, đều làm thủ công. Các bạn nhìn này, sinh viên của thầy nhé, sinh viên khóa training ấy, các bạn nhìn nhé, đây là bảng danh mục hình ảnh bảng này, danh mục hình ảnh đánh số thẳng tắp mà chuẩn chỉ, tất cả mọi thứ chuẩn chỉ, để con trỏ chuột vào nó ra hình ngón tay này, kích vào một nhát đấy thì nó phải so đến cái vị trí luôn. Đây đang cảnh báo đó, đây là bản này, bản PDF nhé, còn bản Word là kích một nhát xuống luôn. Đây là bảng này chứ không phải như thế này, mà bài của bạn này đang được 9,3 điểm khóa luận tốt nghiệp này. Bài này như thế này là chúng ta có thể không bị trừ điểm, nhưng rõ ràng là nhìn nó khác nhau không đó nhá. Đây này, tên biểu đồ đấy, các bạn nên nhớ nhá, làm chúng ta làm nó không được ok. Thực ra bạn này là một bạn mà cũng tương đối biết làm đấy. Rồi bắt đầu đến phần nội dung thì tính cấp thiết của đề tài thì thầy đang đánh giá rằng là không biết là sinh viên năm mấy, nhưng mà cái dấu của em đánh tệ quá, tất cả dấu của em đều đánh ở giữa chữ, giữa hai chữ, và đây là cách đánh sai, giảng viên sẽ trừ điểm rất nặng, bởi vì người ta cho rằng là em làm rất là ẩu, được chưa? Thứ hai nữa, bắt đầu thấy xuất hiện những cái văn nói ở trong bài của em cần phải lưu ý nhé. Rồi đặc biệt nữa là ở đây thầy thấy em đưa ra các con số, ví dụ như 7%, 37%, nhưng mà sau đó thầy không hề thấy em trích dẫn khoa học nào hết, em không hề có một cái trích dẫn cho các cái số liệu này, cho nên người ta sẽ không biết các cái con số bao nhiêu tỷ đồng, bao nhiêu này lấy ở đâu, các cái con số em lấy ở đâu, các con số này lấy ở đâu đó. Và bài của em bị bôi màu về mặt chính tả tùm lum luôn đó, cho nên là nội dung không biết có tốt không, nhưng bắt đầu bài của em nội dung ấy bắt đầu xuất hiện rất là nhiều sạn về mặt hình thức, và mắc những cái lỗi về trích dẫn khoa học. Ví dụ như ở đây có rất nhiều số liệu như thầy vừa nói nhé, nhưng mà không hề có trích dẫn khoa học thì nó cũng sẽ khiến bài của mình bị trừ điểm em nhé. Cái thứ hai là về tổng quan nghiên cứu. Vừa rồi hình như có bạn nào đó hỏi thầy về tổng quan nghiên cứu viết như thế nào đúng không? Hình như một bạn nào đó hỏi thì phải. Có một bạn hỏi, không nhớ rõ bạn nào. Rồi ok, coi như bỏ qua nhé. Thì bây giờ thầy nói này, tổng quan nghiên cứu không phải là sách tạp chí người ta viết gì,
không phải rằng là đề tài khóa luận viết gì. Cái này là ngày xưa thầy cũng đã từng nghĩ như vậy. Bởi vì sao? Thầy tại sao mình lại nghĩ như thế? Bởi vì là khi mình đi tìm tài liệu, mình tìm thấy cái bài của các anh chị khóa trên, người ta viết thế, mình cũng viết thế. Chứ còn bản chất ấy, mình không hiểu tại sao lại phải sinh ra cái mục gọi là lý do chọn đề tài. Tại sao lại sinh ra cái mục gọi là tổng quan nghiên cứu. Thế thì bây giờ thầy sẽ nói sơ sơ một chút để các em hiểu nhé. Tổng quan nghiên cứu ấy là cái việc mà chúng ta đi gọi là tổng quan nghiên cứu, là có nghĩa là cái việc mà chúng ta đi nhìn lại một cái tổng thể, một cách tổng thể các cái đề tài đã nghiên cứu về cái vấn đề, về cái đối tượng mà chúng ta đang chọn nghiên cứu, để xem rằng là trong cái vấn đề đó, trong cái hướng đi đó thì người ta đã làm được cái gì rồi, người ta đã làm được cái gì rồi. Ví dụ người ta đã đề ra được các lý thuyết gì rồi, người ta đã đề ra được các cái nghiên cứu gì rồi, kết quả người ta tìm được là cái gì rồi. Để làm gì? Để thứ nhất là đề tài của chúng ta đứng trên vai người khổng lồ, là chúng ta dựa vào những cái kết quả nghiên cứu đã có để chúng ta làm tiền đề cho mình. Cái thứ hai, để chúng ta cũng thấy được rằng là đề tài của chúng ta không bị trùng lắp nguyên văn với các đề tài đã có. Chứ nếu bây giờ trùng lắp nguyên văn thì cần gì mà phải nghiên cứu. Thế thì nếu mà đã hiểu tính chất như vậy thì không ai người ta tổng quan theo luận văn khóa luận. Các em nhớ như vậy nhé. Bởi vì đề tài, cái tên nó là gì? Tổng quan vấn đề. Thì có nghĩa là gì? Chúng ta phải đi theo vấn đề, chứ không phải chúng ta đi theo loại hình tài liệu. Cho nên cái việc mà tài liệu khóa luận tốt nghiệp, tài liệu báo tạp chí, theo quan điểm của cá nhân thầy, đây là một cách làm không hề đúng về bản chất của vấn đề. Và sau khi đã tham gia các khóa học của các cái thầy, các cái chuyên gia nghiên cứu về kinh tế, thì người ta cũng làm như vậy. Có nghĩa là người ta cũng làm như những gì mà thầy vừa nói, chứ người ta không làm như thế này. Bởi vì như thế này, chúng ta sẽ không nhìn được cái tiến trình phát triển của vấn đề, mà chúng ta chỉ thấy là gì, cắt vấn đề được chia về các loại hình tài liệu mà thôi. Chỗ này các em có hiểu không nhỉ? Các bạn hiểu, các bạn thả tim đi. Các bạn thả tim đi ạ, để ủng hộ nhé. Rồi, ok. Tiếp nhé. Tiếp này, đến cái phần mục đích nghiên cứu. Mục đích các bạn nên nhớ thầy nhé. Mục đích và thực trạng là khác nhau. Thực ra là chia theo tài liệu trong nước và tài liệu quốc tế thì cũng không hẳn. Bởi vì đã nói là theo vấn đề rồi. Thì các em, bạn Hana này, Hana nhé. Hana về mở cho thầy cái tài liệu số 11 này ra này. Đây, tài liệu 11 đây. Đây là tài liệu thứ 11 trong bộ tài liệu mà các bạn học viên của thầy nhận được. Đây, chính xác nó là cái bộ này. Chính xác là cái 11 này. Ở đây bạn sinh viên thứ 11 này này, bạn nên làm tổng quan nghiên cứu theo vấn đề. Em nhé, người ta không chia, người ta không đặt nặng câu chuyện trong nước hay quốc tế, mà người ta làm theo vấn đề. Vấn đề đầu tiên là vấn đề gì? Ví dụ người ta nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên văn phòng, thì cái vấn đề đầu tiên mà bạn ấy khảo cứu đó là vấn đề về động lực làm việc, động lực lao động. Vấn đề thứ hai là động lực lao động của nhân viên. Cái vấn đề thứ ba là gì? Động lực lao động của nhân viên văn phòng. Có nghĩa là bạn ấy đi từ xa về gần, từ mặt lý thuyết đến các cái nghiên cứu thực tế. Sau đó, trong từng cái vấn đề đó, bạn mới chia ra là các nghiên cứu trong nước hay quốc tế. Chứ không phải người ta đặt nặng câu chuyện trong nước quốc tế trước. Chỗ này các em hiểu không nhỉ? Hana hiểu không? Đấy. Cho nên em hãy về nghiên cứu cái tài liệu số 11 này cho mình nhé. Các bạn hơn các bạn khác là các bạn có tài liệu đã viết tốt thì các bạn tham khảo. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần tìm trên mạng không thôi ấy, thì đôi khi chúng ta vớ vào những tài liệu nó không tốt thì chúng ta tham khảo nó rất là mệt. Tiếp tục là mục đích và mục tiêu nghiên cứu là khác nhau. Cho nên ở đây bạn sử dụng từ mục đích nghiên cứu, bạn phải giải thích được nó nhé. Mục đích nghiên cứu không phải là nghiên cứu thực trạng. Thế bây giờ câu chuyện là em nghiên cứu thực trạng để làm cái gì? Ok, Hana có thể xem học thêm khóa sau, em có thể xem kỹ nhé. Em xem kỹ lại cái day 1 ấy. Các bạn lưu ý nhé. Mục đích nghiên cứu khác, mục tiêu nghiên cứu khác. Hai cái đấy không phải là một. Mục đích là đằng sau của mục tiêu. Vậy nên mục tiêu của bạn là bạn, mục tiêu trong năm nay là chúng ta sẽ tiết kiệm được 10 triệu. Thì mục đích nó là để làm gì? Đó, vậy mục đích, mục tiêu là khác nhau. Tiếp cái đề tài của em không phải rằng là mục đích nghiên cứu là nghiên cứu thực trạng. Rồi ơi, thế nên là em lại viết lại tên đề tài à? Đề tài của em là nghiên cứu thực trạng. Thế bây giờ em lại viết lại mục đích nghiên cứu là nghiên cứu thực trạng. Vậy là bản thân em cũng chưa hiểu mục đích là gì, mục tiêu là gì. Thế bây giờ em nghiên cứu mục
em nghiên cứu thực trạng tỷ giá hối đoái để làm gì, thì đấy mới là cái câu chuyện gì, mục đích. Còn mục tiêu là gì, em cái đề tài của em nó hướng đến cái đích nào đấy, được chưa? Chứ bây giờ em lại viết lại cái tên đề tài của mình ở cái phần mục đích nghiên cứu này là em chưa làm đúng đâu. Tiếp tục là nhiệm vụ nhé. Nhiệm vụ ở đây em chỉ nói có mỗi cái nhiệm vụ thôi, là hệ thống hóa. Cái thứ hai là phân tích thực trạng. Nhưng mà thực tế là thực trạng đã nêu chưa? Em phải đi theo tiến trình. Hệ thống hóa lý luận về thực trạng rồi thì phải trình bày được thực trạng trước chứ. Xong rồi em mới phân tích thực trạng chứ. Thực trạng chưa nêu được là đi phân tích. Đối tượng phạm vi nghiên cứu. Đây, các bạn cùng nhìn nhé. Thực trạng, đối tượng nghiên cứu của bạn là thực trạng tỷ giá hối đoái. Bạn ấy viết lại y hệt cái tên đề tài luôn, không sai một chữ nào. Còn sang cái phần mà mục đích nghiên cứu thì bạn nghiên cứu, bạn viết thêm từ từ nghiên cứu nữa. Vậy về bản chất, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu của bạn ấy là giống nhau. Cái này không phải là mình đang chê bạn ấy đâu. Ngày xưa có thể là mình cũng làm giống bạn đấy. Và rất nhiều các bạn sinh viên đang xem live ở đây có khi cũng đang làm thế. Nhưng các em phải hiểu cho mình là tất cả chúng là không phải một. Đối tượng có nghĩa là chúng ta xem xét cái gì. Với đề tài này của em thì cái đối tượng nó là cái gì? Nó là thực trạng tỷ giá hối đoái. Thế thôi. Còn tại đâu thì kệ nó, đấy là phạm vi rồi, em viết vào đây làm gì? Còn ấy, mục đích là gì? Mục đích là em nghiên cứu thực trạng tỷ giá hối đoái để làm gì? Thì em viết vào đây thì gọi là nghiên cứu được cái phần, viết được phần gì, mục đích đó đấy, thế thôi là viết được hai phần khác nhau rồi, đúng chưa? Rồi ok. Các bạn có thể follow cái kênh này nhé, bởi vì ngày nào mình cũng ra một video để hướng dẫn các bạn cách làm bài. Tất cả các video trên trên kênh này của mình tính nó phải cỡ vài trăm video rồi, và tất cả các video đấy nó chỉ dành một mục tiêu duy nhất thôi, là giúp cho các bạn là viết bài tiểu luận, bài nghiên cứu khoa học tốt hơn, không hề có một cái gì đó theo kiểu là khác. Và các bạn nào mà chưa hiểu về đạo văn, đang bị đạo văn thì các bạn cũng xem video luôn. Bởi vì video của mình chỉ xoay quanh câu chuyện làm bài thật tốt, giải quyết các cái vấn đề trên môi trường đại học. Ví dụ cách tính điểm GPA ra sao, làm bài PowerPoint như thế nào để trình bày các cái nghiên cứu này, rồi thì viết bài như thế nào, hình thức ra sao, mình thao tác luôn, mình thao tác hình thức luôn. Các bạn có thể xem các video mình thao tác để học theo cách làm. Chứ bây giờ chúng ta không hề làm theo kiểu thủ công một chút nào nữa. Hình thức của chúng ta như này còn rất tệ. Mình sẽ cho các bạn biết là lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải, giãn dòng, giãn đoạn. Các cái định dạng khác như thế nào cho nó đúng. Đấy. Chứ không phải chỗ rộng, chỗ hẹp như bạn này đâu. Nha, các bạn lưu ý nha. Phạm vi nghiên cứu thì cũng có mấy phạm vi nhá. Chứ không phải là chỉ có một hay hai phạm vi đâu. Đây, cách tiếp cận của chúng là lý thuyết thực trạng, thì đó chính là cách tiếp cận gì, diễn dịch nhé các em nhé. Phương pháp nghiên cứu ở đây bạn chỉ có ghi như này thôi, thế thôi, nhưng mà là không đúng. Các bạn nên nhớ nhé, em nghiên cứu, các bạn nghiên cứu nhé, khi chúng ta trình bày ấy, chúng ta phải có gì, các cái phương pháp luận. Đây mình lấy ví dụ cho bạn sinh viên này, bạn ấy viết nhé, để các bạn cùng xem bạn ấy viết như nào nhé. Phương pháp này, kích vào này đấy, phương pháp nghiên cứu bắt đầu người ta phải có câu luận, câu dẫn luận. Các bạn có tin không? Ngay cái câu dẫn luận này này, mình đã dạy trong khóa training luôn. Dạy cho các bạn cách dẫn dẫn luận này. Sau đó đi vào phương pháp thì là phương pháp luận gồm những phương pháp gì? Phương pháp thu thập thì gồm những phương pháp gì? Đấy. Các bạn thấy được người ta viết dài không? Phương pháp xử lý bằng phương pháp gì? Trên phần mềm nào? Các bạn thấy chưa? Mỗi phương pháp thôi người ta đã viết 4 trang, 5 trang rồi. Mà các bạn biết đấy là cái phần mà cực kỳ quan trọng, cho nên phải viết thật kỹ. Chứ không phải là phương pháp chúng ta gạch hai đầu dòng như thế này đâu. Các bạn nhà mình đã hiểu chưa nhỉ? Ok nhá. Có thế thì người ta mới được 9 phẩy mấy điểm chứ em. Rồi, đi vào nội dung. Ở đây thì các bạn lưu ý nhé. Thực ra thầy không có đủ thời gian để nhận xét bài này bởi hết. Bởi vì bài này của bạn ấy 84 trang. Vừa rồi thầy đã nhận xét cho bạn cái phần bố cục ở phần mở đầu rồi, bây giờ thầy sẽ nhìn qua nốt cái phần khái niệm này thôi. Thứ nhất này, các cái mục cấp độ khác nhau phải định dạng khác nhau, thầy nói rồi nhá. Tiếp nhá là phân khái niệm, phân loại và phương pháp, đúng không? Ở đây chúng ta có ba ý: khái niệm, phân loại và phương pháp. Thế tại sao cái dấu hoa thị này là khái niệm? Thế trong khi đấy ở trên này bố cục của em lại chia mục cấp độ 4 ra.
Em chia mục cấp độ 4 ra để em nói cho các cái nội dung ở mục cấp độ 3 này. Thế tại sao ở trong bài của em có mục cấp độ 3, tại sao em lại không đánh số cho nó mà em lại đánh dùng hoa thị? Tại sao chỗ này không phải là 1.1.1.1 mà lại là hoa thị, trong khi các mục khác em lại dùng mục cấp độ 4? Ở đây các bạn sinh viên thì mình thấy không nhỉ? Chỗ này các bạn đừng bảo là thầy soi mói kỹ thế. Thế tính logic nó nằm ở đâu? Trong khi các mục khác người ta chia mục cấp độ 4, mục này thì lại có hoa thị. Thế hoa thị này với mục cấp độ 4 nó có bằng nhau không? Bắt đầu thì các bạn thấy nhiều câu hỏi không? Tất cả những cái vấn đề câu hỏi mà thầy đang hỏi, mà thầy đang đặt ra cho các bạn, các bạn đừng nhìn là thầy đang khắt khe, mà thầy đang nhìn ở góc độ là giống như một cái hội đồng ấy, người ta chấm bài của bạn, người ta sẽ hỏi câu hỏi đó nhá, hỏi câu hỏi đó. Bởi vì khi mà mình ngồi ở đồng khóa luận cho các bạn sinh viên ấy, hoặc là nghiên cứu khoa học sinh viên ấy, thì mình chắc chắn là mình sẽ hỏi những cái vấn đề như thế này, bởi vì thầy đang muốn đánh giá cái tư duy của các bạn như thế nào. Thứ hai là ở đây mình thấy là bạn đang có trình bày khái niệm về đây này, khái niệm gì thì bạn phải viết rõ ra nhé, khái niệm tỷ giá hối đoái hay gì đấy phải viết nó ra. Sau đó thì ở đây mình thấy là bạn có trình bày các cái khái niệm đây, nhưng mà các khái niệm này của mình đang thấy bạn không biết là bạn đã trích trực tiếp và gián tiếp, được chưa? Thứ hai, đây không phải là các cái cách trích dẫn của các bạn đâu nhá, đây không phải cách trích dẫn này. Đây nữa, nếu mà theo luật thì phải nói là theo điều nào của luật, khoản nào. Trích dẫn này là không biết là trích dẫn trực tiếp và gián tiếp nữa cơ. Thứ hai nữa là các bạn cần phải biết cách trích dẫn ở trên này để nó link trực tiếp xuống dưới phần danh mục tuyển tham khảo. Ví dụ mình làm cho các bạn xem nhé. Đây, Ctrl N. Đây, mình mở một cái file mới như thế này. Mình quay trở lại đây, mình chọn này. Đây đúng không? File của mình đây đúng không? Bây giờ mình đặt con trỏ chuột ở cái vị trí mình muốn trích. Mình quay trở về cái phần mềm của mình. Mình lựa chọn tài liệu để mình muốn trích ở đây. Bạn cùng xem nhé. Đó, các bạn thấy không? Chỉ được có khoảng độ 1 giây thôi. Ngay lập tức cái danh mục, cái citation nó đã được insert vào đây. Khi chúng ta bôi đậm thì nó sẽ hiện lên màu đen. Thì đây gọi là trích tự động. Và ngay lập tức danh mục tuyển tham khảo được tạo ra. Vậy các bạn đâu có cần phải làm danh mục tuyển tham khảo đâu. Khi các bạn đặt dấu chấm cuối cùng cho một bài viết thì danh mục tuyển tham khảo như thế này đã là tự làm xong cho bạn rồi. Xong. Và đây là cái cách trích. Còn nếu mà bạn muốn trích theo luật thì bạn cũng phải trích theo kiểu này. Còn nếu các bạn trích trên này. Đây nhé, các bạn xem này, xem bài viết của thầy nhé. Kể cả khi chúng ta trích luật thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể trích được. Ví dụ đây, ở trên này chúng ta thấy có cái gì ạ? Đối với trích ở trên Word thì nó có cái gọi là miscellaneous. Đây, miscellaneous nhé, để chúng ta trích đối với luật. Còn đối với phần mềm ấy thì các bạn nhìn này. Ok, quên mất đã tắt rồi. Đây, đối với phần mềm thì các bạn nhìn nhé. Thế này, nhìn cho mình vào đây nhé. Nó sẽ có journal nhé, journal article là các bạn biết rồi. Nhưng bên cạnh đó nó sẽ có cái gọi này này, legal rule hoặc là regulation. Hoặc là các bạn sẽ nhìn thấy cái government document. Thì đây là tất cả những cái loại mà để chúng ta trích đối với văn bản luật. Đấy, chứ không phải là đôi khi chúng ta cũng không phải là viết bừa là luật gì vào bài đâu. Chúng ta trích như thế này là nó sẽ có ngay thông tin của luật đó mà chúng ta trích cái câu văn đó ra. Cái câu văn chúng ta trích trong luật ấy. Đó. Và nó hoàn toàn trích trực tiếp cho chúng ta như cái mà các bạn vừa xem trên này. Nó chỉ mất 1 giây thôi. Là xong. Vậy gì chúng ta cần phải gì và chúng ta phải làm nó thủ công cho nó khổ ra. Các bạn nghĩ bây giờ bạn viết thủ công bạn có viết được từng đây thông tin không? Hay là sai chính tả? Nhưng mà phần mềm nó làm được cho chúng ta hết. Thì tất cả các phần mềm này đã được dạy rất là chi tiết trong khóa training của mình đây này. Đây nhé các bạn nhìn nhé. Đây này, cái phần này này. Đó, ok. Rồi. Thế thì đấy là cái phần mà mình nhận xét cho bạn này nhé. Thì mình chỉ nhận xét cho bạn được đến đây thôi. Cái phần khái niệm, cái phần mở đầu và cái phần đặt vấn đề mở đầu thôi. Mình nghĩ rằng là như vậy nó đã là rất là nhiều rồi.
Những bạn nào đăng ký khóa training của mình ấy thì các bạn sẽ được một cái đường link để tải phần mềm và sau đó là được xem một cái video để hướng dẫn cài. Cái phần mềm này thì các bạn có thể mua hoặc có thể dùng miễn phí được nhé. Ok, tắt đi nhé. Hy vọng là tác giả của nó về sửa bài nhé. Mình cũng tắt cái phần này đi nhé. Hoặc là các bạn nào muốn xem không? Hoặc là những bạn này nhé, một số bạn đã thích viết kiểu này đúng không? Theo các bạn nhìn này, theo Đặng Văn Phong. Ví dụ mình là Đặng Văn Phong đúng không? Đấy, 20, đây, 200, sorry, 2023, đấy, đóng mộc vào, phải, tỷ giá hối đoái là, ví dụ như theo tác giả Đặng Văn Phong nhảy đúng không? Các bạn muốn trích nhảy đúng không nhỉ? Ok, không sao, các bạn đặt con trỏ chuột, vẫn là con trỏ chuột ở cuối, sorry, đây, cách ra một cái. Các bạn vào trong cái phần mềm của mình. Đấy. Ví dụ các bạn tìm được một cái chữ là Đặng Văn Phong. Đây, ví dụ như của anh này, anh Đặng Đặng Mai Đăng Khoa đi, ví dụ thế. Giả dụ thế nhá. Để mình đưa vào đây. Các con trỏ chuột vào đây. Mình sẽ insert của anh ấy ra. Rồi. Đúng không? Mai Đăng Khoa đúng không? Sau đó mình ví dụ đây, ví dụ giả dụ đây là Đặng Văn Phong nhá, 2023 này. Các bạn muốn trích theo kiểu này, bạn vẫn đặt con trỏ chuột bình thường, đặt con trỏ chuột vào đây. Các bạn tắt cho mình, các bạn đây, edit này. Trên này là citation, edit citation. Sau đó các bạn loại bỏ tên tác giả đi. Vậy là nó chỉ còn gì đấy? Nó chỉ còn cái 2023 thôi. Rồi, copy lên. Được chưa? Rồi, xong. Vậy là lúc này các bạn bôi đậm. Các bạn vẫn gì ạ? Vẫn có Đặng Văn Phong 2023. Bên dưới này có Đặng Văn Phong luôn. Đó, được chưa? Vậy là gì? Bạn muốn trích theo kiểu là theo Đặng Văn Phong tỷ giá hối đoái là gì cũng được. Hoặc là tỷ giá hối đoái được hiểu là gì, sau đó bạn trích bên cuối cũng được. Tất cả bạn làm tự động hết. Danh mục tôi đã tham khảo xuống đây. Cứ trên này có một cái danh mục thì dưới này có sẽ có một cái danh mục. Và hoàn toàn tự động. Chứ không phải làm các bạn không làm thủ công nữa nhé. Đấy, ví dụ thế, mình thao tác như vậy cho bạn xem. Hoặc là các bạn muốn xuất hiện đây là gì? Có chữ và cộng sự thì bản chất ban đầu của nó sẽ không có, nhưng bây giờ muốn edit thì mình sẽ dạy các bạn edit hết cái phần mềm này, và nó cũng chỉ là một trong 15 nội dung các bạn được học thôi. Thôi xóa đi. Rồi, ok, bài này của Phương hay sao nhỉ? Đúng rồi, ok, đây là bài của bạn Phương này. Bạn ấy vừa đi đi học và đi dạy về rồi. Bây giờ mình sẽ nhận xét các bạn đấy nhé. Ok, cái tên bạn Phương. Phương có biết có phải học viên của thầy không nhỉ? Hình như mình nhận xét bài cho Phương nhiều lần phết rồi. Mấy bài rồi đấy Phương nhỉ? Bài lần trước có điểm chưa ở Phương? Cái bài mà gì gì đấy nhỉ? Lần trước thầy nhận xét cho em một bài, hai bài rồi đúng không? Hai lần rồi à? Ôi dồi ôi. Bài lần trước là mấy điểm? Có điểm chưa? Bài lần trước có điểm chưa ở Phương? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đi vào bài bữa em có điểm mà thầy chữa lại lỗi ạ. À, có điểm rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Bài đấy là Phương có điểm rồi nhưng mà vẫn được nhận xét, là vẫn có rất nhiều vấn đề đúng không? Hình như các bạn Lê Linh đang xem live đúng không? Lê Linh đã đọc được cái tài liệu thì gửi chưa? Rồi, bài của bạn này nhé là phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3 qua hoạt động đọc hiểu môn tiếng Việt. Phát triển năng lực giao tiếp qua hoạt động đọc hiểu. Thì bài này của em ấy thì nó không chung chung nữa, mà nó là qua hoạt động đọc hiểu, nghĩa là qua một cái hoạt động cụ thể. Đấy, qua một cái hoạt động cụ thể. Thế thì với đề tài này thì chúng ta xem bạn làm như nào nhé. Sao lại chỗ có chỗ không như này? Sao nó lại... Rồi em làm lại cái này đi nhé. Sao nó thụt thò này? Lý do, lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp. Đấy, các cái định dạng của các mục này với các mục này nó cũng khác nhau đi nhá. Kết quả, kết cấu, nghiên cứu.
Rồi, chương 1. Cơ sở lý luận về vấn đề nâng cao, cơ sở lý luận về vấn đề nâng cao năng lực giao tiếp. Về nâng cao thôi, cần gì về, về vấn đề. Cho học sinh lớp 3 qua hoạt động đọc hiểu môn tiếng Việt. Cho học sinh lớp 3. Thì thầy nghĩ là em không nên để hết cái đoạn dài này, bởi đoạn dài này thầy nghĩ là chắc chả có tài liệu nào nó viết như này đâu, đúng không? Một số vấn đề lý thuyết. Đi thẳng luôn vào vấn đề nhé. Em đi thẳng luôn vào vấn đề, em muốn làm rõ cái gì chứ không cần để còn viết lại là một số vấn đề lý thuyết nữa, bởi vì nó đã trong lý thuyết rồi. Đấy, mục tiêu nâng cao, cái này không phải là mục tiêu chính. Nội dung nâng cao, nâng cao năng lực, nâng cao năng lực thì vấn đề chúng ta là không phải vấn đề nâng cao năng lực, mà thầy nghĩ rằng là nó là vấn đề là năng lực. Nghĩa là em muốn nâng cao năng lực thì bây giờ em phải làm rõ vấn đề năng lực giao tiếp là gì. Đầu tiên em phải hiểu về năng lực giao tiếp trước. Còn cái việc nâng cao đấy là cái qua đề tài này em nâng cao được chưa? Qua đề tài này em sẽ nâng cao. Còn bây giờ cái đối tượng em nhìn vào đó chính là cái năng lực giao tiếp nhá. Phương pháp nâng cao, hình thức nâng cao năng lực giao tiếp. Nó giống như là cái giải pháp ấy nhỉ. Thực trạng về nâng cao năng lực giao tiếp. Theo thầy ấy, cái đề tài này của em ấy, em phải tập trung vào cái năng lực giao tiếp, cho nên cái thực trạng này cũng là thực trạng năng lực giao tiếp. Em muốn biết rằng là thông qua cái môn đọc hiểu tiếng Việt này thì thực tế hiện nay cái năng lực giao tiếp của các bạn sinh viên như thế nào? Các bạn ấy có phát triển được cái năng lực giao tiếp của mình thông qua cái môn đọc hiểu này không? Và trước đó thì em cần phải làm rõ năng lực giao tiếp là gì? Năng lực giao tiếp được đo bằng cái gì? Năng lực giao tiếp được dựa trên các thành tố nào? Thì sau đó em mới soi vào cái môn gọi là cái môn môn đọc hiểu tiếng Việt để xem cái môn đọc hiểu tiếng Việt đấy nó có cung cấp, nó có hỗ trợ cho cái việc các cái thành tố trong vấn đề năng lực giao tiếp của các bạn sinh viên không, à, các bạn học sinh không. Đấy. Ở đây đề tài của em nói rõ mà. Qua hoạt động này nâng cao cái giao tiếp, năng lực giao tiếp qua hoạt động này. Được chưa nhỉ? Nâng cao cái năng lực giao tiếp qua hoạt động này. Thế thì bây giờ em muốn nâng cao năng lực đó thì em phải hiểu năng lực giao tiếp của các bạn ấy như thế nào. Nó bị chi phối ra sao đối với cái việc mà môn đọc hiểu này. Nếu em phán đoán và em tìm ra được cái mối quan hệ giữa hai cái điều này thì sau đó em sẽ có tác động đến cái môn đọc hiểu để nó giúp nâng cao năng lực giao tiếp. Bởi vì bản chân thân cái đề tài của em đã nói rõ rồi là phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 3 qua môn học này. Vậy là chúng ta vẫn tác động vào môn học này để giúp nâng cao được cái năng lực giao tiếp. Vậy cần hiểu năng lực giao tiếp là gì, thành tố của năng lực giao tiếp là gì. Đấy, mối quan hệ giữa hoạt động đọc hiểu với cái năng lực giao tiếp như thế nào. Khi em nắm rõ được cái mối, cái sự tác động đó thì em mới có thể tác động được vào cái hoạt động đọc hiểu để nó giúp cho các bạn sinh học học sinh có thêm nâng cao được năng lực giao tiếp lên. Đấy, cho nên em thấy thấy em vẫn đang rối. Thứ nhất là cái chương 1 em chưa làm rõ thế nào là năng lực giao tiếp và mối quan hệ giữa năng lực giao tiếp và hoạt động đọc hiểu, chưa thấy được cái gì. Thứ hai là em chưa khảo sát được cái thực trạng đấy ở cái chương này của mình. Smile có phải là học viên của thầy không nhỉ? Một số biện pháp nâng cao năng lực giao tiếp thông qua đấy. Nguyên tắc. Các bạn không phải học viên của thầy thì thường là thầy chỉ có thời gian trên live này cho các bạn thôi. Còn các cái thời gian khác thì thầy rất là bận. Bởi vì các bạn biết mỗi một tháng có 30 ngày đúng không? Thì mỗi một tháng thì thầy có khoảng độ 150 các bạn học viên đến 100 đến 200 bạn học viên mới. Thì các bạn thử tưởng tượng mỗi một ngày nếu chưa bình quân thầy phải quan tâm và chăm sóc 7 bạn học viên thì các em thử tưởng tượng làm gì còn thời gian nào cho các hoạt động khác, mà bên cạnh đó thầy vẫn phải đi dạy hoạt động nghiên cứu của cá nhân và các hoạt động khác. Thế cho nên các bạn không phải học viên thì các bạn có thể là thầy chỉ hỗ trợ các bạn trên live này thôi nhá. Thăm dò là như nào, có nghĩa là gần như kiểu là một cái khảo một một cái gọi là thí nghiệm đúng không, thực nghiệm đúng không?
Rồi, chưa có gì. Biết ngay mà. Cái phần trên này em chưa viết mà. Những phần trên này tại sao em lại chưa viết? Phần trên này là những phần trên này là những phần cực kỳ quan trọng. Có bao nhiêu cái quan trọng mà nằm hết ở đây. Thế mà cái quan trọng nhất em chưa làm thì làm sao mà em ra được cái bố cục này? Bố cục này là em ngồi em tưởng tượng à? Kể cả gửi bản khác, kể cả em có gửi bản khác thì cái bản này tại sao lúc đầu em lại không làm cái phần này? Đó, thì em lưu ý nhá. Rồi, ok. Bởi vì các bạn phải làm tốt ở phần này hãng thì các bạn mới tư duy đến bố cục được các bạn ạ. Bởi vì em còn chưa hiểu gì về đề tài của mình nữa. Rồi, ok. Mục tiêu là một chuyện, nhưng mà em đã làm tổng quan nghiên cứu chưa? Em biết những người khác người ta nghiên cứu như thế nào để mình có thể tham khảo được của người ta chứ. Đấy. Rồi ok, đến một cái bài cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Bài này bạn ấy chỉ có mỗi cái phần lý do cho đề tài thôi. Nhưng mà cái bài này thầy đã nhận xét cho bạn một lần rồi, nhưng mà thầy nhìn sơ qua thì thấy hình như là nó vẫn chưa có cái cải thiện nhiều lắm đâu. Thầy rất sợ là các bạn sinh viên ấy, các bạn biết nhau không? Làm nhóm xong rồi nó phân chia nhau ra. Mày làm lý do chọn đề tài nhá. Tao làm lịch sử nghiên cứu nhá. Thằng kia làm cái gì đấy nhá. Đấy. Xong bắt đầu các bạn nó phanh ra, mỗi thằng làm một mảng. Xong rồi lúc ghép lại một cái thành một bài rất là sợ, bởi vì là đôi khi chúng ta chia như vậy cũng không sao, nhưng trước khi chia như vậy các bạn ngồi các bạn phải thống nhất với nhau rất rõ về cách làm, cách triển khai, đối tượng rồi mọi thứ, chứ không phải là chỉ có giao cho nhau như vậy xong là thằng nào về làm mạnh thằng đấy là chết đấy em ạ. Cho em hỏi, em làm thực tập ở công ty xây dựng rồi, đề tài em chọn về bán hàng thu tiền được không? Em thực tập ở công ty xây dựng. Cái quan trọng nhất ấy của một cái bài thực tập là các em gì biết là gì không? Cái bài thực tập là cái bài mà sinh viên được thực tế làm thử một cái vấn đề gì đó liên quan đến chuyên môn. Ví dụ em học thực hành em học về quản trị khách sạn thì đến em đi lúc em đi thực tập ấy thì em sẽ quản em sẽ thực hành em sẽ được viết bài hoặc được thực tập ở vấn đề ở bộ phận bàn bar hoặc nhào đó. Đấy. Đúng rồi. Nếu như mà cái nghiệp vụ thu tiền hoặc là thu ngân ấy nó nằm trong kế toán của em thì em hoàn toàn viết về nó được nhá. Bài em là bài gì? Bài em là bài gì? Em có thể gửi lại qua Zalo được không? Bạn ghế Thái Sanlum này, này nhá. Bởi vì là có thể là nhiều bài quá thầy không tải được hết nhá. Ban nãy em mới gửi bên Zalo ấy ạ. Ban nãy em mới gửi thì thầy sợ rằng là thầy chưa check được thôi thì ngồi ok để tí thầy xem. Ok nhá. Cái bài của bạn này ấy, bạn ấy viết về tổng quan nghiên cứu. Được chưa? Thì thầy đã hôm trước thầy đã nhận xét cho bạn ấy rồi. Đây này. Thầy chưa biết như thế nào nhưng mà thấy mấy cái chữ thì này này là đã nghi nghi này. Trong bài của các em không nên sử dụng nhiều các cái thì là mà quá các em nhé. Và trong bài thầy cũng có dạy rồi. Khi mà viết tổng quan nghiên cứu thì đấy cái nội dung thầy vừa nói đấy. Cả cái bài của em không có một cái trích dẫn khoa học nào. Thế thì có nghĩa là cả cái phần này là do em tự viết, em tự lập luận, em tự nói. Thế thì mà đã tự lập luận, đã tự nói, đã tự viết thì làm sao mà có tính khách quan, làm sao mà có cái sự gọi là cái sự ủng hộ của các cái nghiên cứu đã có. Làm sao cái lập luận của mình, cái lý luận mình đưa ra, cái luận điểm mình đưa ra nó chặt chẽ và nó có cái điểm tựa được. Thầy chỉ lấy đơn giản này để các em hiểu nhé. Khi các em cãi nhau với bạn, khi các em cãi nhau với một người khác, hoặc là khi em ra đường em cãi nhau với người ta, nếu mà em muốn thuyết phục người ta rằng là cái ý của em là đúng thì không thể nào em nói rằng là tôi nghĩ thế, tôi thích thế, tôi muốn thế được. Em phải nói rằng là gì ạ? Đây nhé, tôi đi xe như này, tôi đi theo cái nghị định 30, cụ thể là cái điều 6 nghị định 30, và cụ thể hơn nữa là cái khoản 5. Nói rõ là trên đường đi là phải đi theo vạch kẻ làn đường. Thế mà bây giờ tôi hỏi anh nhé, anh nhìn cái làn đường đấy đi, nó có vạch chỉ làn đường không?
Thế bây giờ cái nghị định này nó sai hay là tôi đang sai hay là cái đường này nó sai? Người ta bảo tôi đi theo vạch chỉ làn đường mà đường không có chỉ. Thế bây giờ tôi phải đi như thế nào? Chả tôi chả đi về bên tay phải à? Thế mà đi bên tay phải thì anh bảo là tôi đi sai làn. Đấy, đây là cái câu chuyện thực tế luôn, ở ngay cả quê thầy cũng thế, làn đường sai hết rồi. Và đúng như thật luôn, thầy bị một anh ấy dừng lại. Và nói thật, đường không có làn, mà bởi vì nó ra nó bị mờ rồi. Ví dụ thế, thế thì khi chúng ta lập luận thì chúng ta phải dựa vào cái căn cứ nào để chúng ta nói điều đó, chứ không phải là không, em thích đi thế. Không được nhá. Thế thì cho nên là khi chúng ta lập luận cũng thế, chúng ta nói rằng là đây là một vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng đây được thể hiện qua đâu? Em thấy nó quan trọng à? Nhưng mà cả thế giới này chả ai thấy nó quan trọng cả. Nhưng mà thay vì thế, em trích dẫn được các cái số liệu là chứng minh là năm 2021 nó là bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số, năm 2022 là bao nhiêu con số, và các con số đấy có giá trị gia tăng đang tăng lên hay như thế nào, và em trích dẫn con số này ở đâu, ở nghiên cứu của ai. Thế tự khắc em khẳng định được đây là một vấn đề quan trọng. Ví dụ em nói rằng là các bạn sinh viên có việc làm thêm là một điều quan trọng. Thế bây giờ em phải điêu ra một cái khảo sát là 90% các bạn sinh viên khi đi học có việc làm thêm thì sau này đều có cái việc làm đúng cái chuyên môn trong năm đầu tiên 90% theo thống kê của Tổng cục Thống kê, ví dụ thế. Thế tự nhiên em đã nói được cái câu chuyện là gì? Việc đi làm thêm đối với các bạn sinh viên rất quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái việc làm của các bạn sau khi ra trường. Ví dụ như vậy. Chứ bây giờ em viết toàn bộ bài như thế này, không có một cái trích dẫn nào hết. Ví dụ nhá, hiện nay ở Việt Nam, đây, Bộ Y tế y thì viết sai, cũng đã ban hành những quy định thông tư về các quy định xử lý sự cố trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên là phải chấm. Khi xảy ra các sự cố đó thì bắt đầu văn nói này, thì cán bộ nhân viên phòng thí nghiệm phải xử lý một cách nhanh chóng và chính xác. Đâu, quy định nào? Đến đoạn này mà em có một cái trích dẫn cụ thể là khoản mấy, điều mấy, thì có phải là cái câu này em nói ra nó có giá trị không? Cho nên thầy nói lại một điều nữa nhé. Đây là một phần lý do chọn đề tài thầy đánh giá là chưa tốt. Nó chưa rõ ý của từng đoạn văn. Mỗi một đoạn văn này nó nêu một cái đại ý thôi. Phải có lập luận khoa học, phải có căn cứ. Văn nói ít đi. Bài này thầy đánh giá là vẫn chưa tốt, nó chả khác gì cái bài trước của bạn ấy cả. Cho nên nhá, thầy yêu cầu làm lại. Xem video thầy hướng dẫn cho thật kỹ và làm cho thật đúng. Các bạn biết tại sao mà bạn ấy viết như này không? Bởi vì bạn ấy chưa làm tổng quan nghiên cứu. Cái phần tổng quan nghiên cứu ấy là cái phần lý thuyết. Thầy lấy ví dụ cho các em xem nhé. Đây này, các em nhìn vào đây. Tại sao cái phần tổng quan nghiên cứu thầy yêu cầu các bạn ấy làm ở đây, tìm kiếm tài liệu này, đây tổng quan đây. Sau khi tổng quan xong rồi xuống đây mới viết bài. Nhưng mà khổ cái các bạn ấy chia nhau là gì ạ? Mày ơi mày làm phần này nhé, ta làm phần này, thằng kia làm phần kia. Vậy là có một thằng nó lại làm phần tổng quan nghiên cứu chứ không phải bạn đấy. Vậy là cái thằng cu đấy nó lại nắm được rất rõ các cái thông tin, tất cả các nội dung trong phần viết bài. Còn bạn này thì bạn ấy không có, bởi vì bạn ấy phải viết cái phần lý do cho đề tài. Nếu bây giờ bạn ấy muốn viết tốt thì bạn ấy phải làm câu chuyện tổng quan trước. Vậy là sẽ có hai bạn làm tổng quan. À, các bạn đã hiểu cái vấn đề ở đây chưa? Cho nên ở chỗ này anh ta không được giao làm tổng quan, anh ta được giao làm phần viết lý do cho đề tài. Cho nên anh ta cứ viết khơi 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 thôi. Khơi khơi thôi. Chứ còn cái bạn mà làm tổng quan lại là một bạn sinh viên khác, lại là một con người khác. Cho nên cái việc bạn kia làm tổng quan không hề được kế thừa để viết cái phần lý do cho đề tài. Đây là một cái vấn đề thực trạng giữa các bạn sinh viên khi làm nghiên cứu khoa học cùng với nhau. Các bạn đã hiểu mình chỗ này chưa nhỉ? Đó. Cho nên cái việc mà nắm bắt được cái quy trình nghiên cứu là rất quan trọng. Có thể rằng là một bạn làm tổng quan và viết tổng quan, nhưng cái phần bạn viết đó phải làm cơ sở cho những bạn khác viết những phần cuối này, cho những bạn bạn viết ở cái phần lý do này kia. Đấy, chứ không phải rằng là phân chia ra đi, thằng nào làm phần của thằng đấy xong ghép lại thành một bài. Các em sẽ đọc nó thấy rất là lủng củng. Nghe chưa nhỉ? Anh giáo 5 năm. Ok, các bạn muốn đăng ký khóa training của mình ấy, các bạn có thể đăng ký trên đường link bio trên kênh TikTok này nhé. Các bạn follow kênh này, sau đó các bạn sẽ nhìn thấy đường link bio trên kênh TikTok này, thì bạn kích vào thôi, thì sẽ có cái đường link dẫn các bạn đến khóa học nhé. Ok ạ. Bây giờ thì cái bài của bạn này mình sẽ tắt đi nhé. Và đáng nghĩa là mình sẽ dừng phiên live ở đây, bởi vì hết giờ rồi. Nhưng mà có một bạn học viên của mình vừa gửi bài, bạn ấy muốn nhận xét luôn ở trên live. Thì bây giờ mình xin phép mình quay video ra, quay video ra một chút, sau đó mình sẽ tải cái video xuống. Mình tải cái bài xuống, sau đó mình sẽ nhận xét luôn ạ.
Không biết bài của bạn là bài nào đây? Nhi ơi, bài của em là Lê Thị Hoàng Nhi đúng không? Phải không nhỉ? Bạn Nhi vào đây không ạ? Dạ, em tên Trang, em tên là gì Trang? Trang à? À, Nguyễn Thị Huyền Trang đúng không em? Nguyễn Thị Huyền Trang. Ok, đây bài của em đây. Ok, đây bài bạn vừa gửi cho mình này. Tên đề tài của em là tên nào? Trang ơi, tên đề tài là gì? Em viết xuống dưới này được nhá. Rồi, chả biết thế nào nhưng mà hình thức sợ quá. Ok, định chế tài chính ngân hàng thế giới. Định chế tài chính ngân hàng thế giới. Mỗi thế thôi à? Không có thông tin nào khác à? Rồi, định chế tài chính ngân hàng thế giới nhá. Rồi ạ, với cái đề tài này thì mình nghĩ rằng là cô giáo chỉ yêu cầu các bạn đi tìm hiểu thôi, đi tìm hiểu thế nào là định chế tài chính ngân hàng thế giới, và sau đó thì là có thể tìm hiểu cái vấn đề này trong một cái giai đoạn lịch sử, một giai đoạn ngắn hạn nào đó. Thế thì đầu tiên cái lời mở đầu này này em nhé, Trang nhé, cái lời mở đầu này ấy, các bạn xem lại cho thầy cái phần mà thầy vừa dạy ở trong khóa training ấy. Đây này, chính xác là cái nội dung này này, đây chính xác nội dung này em nhé, chính xác nội dung đây này, đặt vấn đề này, nội dung số 5 này, em xem ở trong đây một nhé. Ở trong đây một thầy đã dạy cho các bạn cách các bạn viết được cái đặt vấn đề, cách viết đặt vấn đề. Chúng ta sẽ viết thành mấy ạ? Chúng ta sẽ viết thành 5 câu văn, và nó sẽ có trật tự của 5 câu văn đó để giới thiệu về phần định chế tài chính. Thế thì đấy là cái đầu tiên mà thầy muốn chỉ đạo về cái tổng thể. Thứ hai là khi em đã có trích dẫn bao nhiêu nghìn tỷ đô la, hoặc là bao nhiêu triệu, bao nhiêu gì đó, hoặc là mỗi ngày có 30.000 trẻ em bị tử vong, vân vân. Tất cả các con số này thầy yêu cầu là em phải có trích dẫn. Ví dụ, mỗi ngày có khoảng độ 33.000 trẻ em tử vong tại các nước đang phát triển. Sau đó em phải có một cái trích dẫn, ví dụ là báo cáo của Ngân hàng Thế giới. Cái báo cáo này, ví dụ như là Ngân hàng Thế giới nó có hay có các báo cáo phát triển đấy, đúng không? Nó hay có báo cáo phát triển của các nước đang phát triển chẳng hạn. Thì em cần có trích dẫn vào đây, và trích dẫn bằng phần mềm mà thầy đã dạy cho các bạn cách tải và cách cài đặt. Sau đó thì nó làm cho cái phần con số này của em này rõ ràng hơn. Thứ nhất, 33.000 trẻ em này thống kê vào năm nào? Ví dụ thống kê năm 99 thì nó làm cái gì? Nhưng mà thống kê năm 22 là ok. Đó. Và người ta cho biết là ai là người thống kê. Ví dụ một cái bạn trời hơi đất hỡi nào đấy thì không ai tin rồi, nhưng mà Ngân hàng Thế giới là ok. Vậy là nó giúp cho cái phần lập luận của em rất là chắc và có cơ sở. Tiếp theo, 100 triệu trẻ em rồi thì 3 tỷ người, tiếp tục là thách thức đói nghèo to lớn. Thách thức này do ai báo cáo? Báo cáo khi nào? Tất cả cái phần này em đều có chỉ dẫn khoa học cho thầy chứ không thể viết nhầy được. Thứ hai, phần hình thức ấy là thầy đã dạy cho các em ở trong day 3. Đây, day 3 đây. Thầy đã dạy hết rồi, cho nên thầy không cho phép một cái bạn học viên của thầy làm bài như thế này. Thứ nhất, cái phần đặt vấn đề em xem day 1. Cái phần trích dẫn, làm bài trích dẫn em xem day 1. Thứ hai, về mặt hình thức em xem day 3. Trích dẫn thì nó phải ngon nghẻ lên. Tại sao lại trích dẫn kiểu như thế này? Đúng không? Trích dẫn bằng bằng tay thôi, thủ công thôi nó phải đẹp rồi. Chứ chưa nói đến là thầy yêu cầu các bạn là phải trích dẫn bằng gì? Bằng tự động. Đây nhé, thầy đang làm thủ công nhá. Thầy đang làm thủ công đấy chứ không phải là thầy đang làm bằng bằng phần mềm gì đâu. Hay là cài đặt gì đâu. Đấy. Xong. Các bạn nhìn nó khác chưa? Đây, đây là một trời và đây là một vực. Tiếp theo nữa, các cái lỗi về dấu câu em phải đánh cho thật đúng. Vậy là bài nhìn nó khác ngay. Nhìn này, tất cả các cái dấu câu nó phải sát vào chữ của nó. Cái này được dạy cụ thể ở trong day 1. Em mở day 1 ra. Day 1 đây này. Đây là day 3 này. Các bạn nhìn thấy chưa? Day 3 nhá. Day 1 đây. Mình xin lỗi. Tất cả về văn phong khoa học, về dấu câu, về các thể loại kiểu trích dẫn, các loại biểu đồ, văn, các cái dạng mà làm với form bảng biểu này kia, các bạn sẽ được học trong day 2. Em hãy bớt thời gian đi, học
học các cái nội dung này nếu như em chưa cần thiết em nhập những nội dung này. Đấy, cho nên bọn em đang làm một cái thứ mà nó không đúng quy trình mà thầy dạy, cho nên nó mới khổ thế. Rồi, tiếp theo người ta chỉ hỏi em là chế, định chế tài chính. Em không được ghi là khái niệm ngân hàng thế giới. Không ai gọi là khái niệm ngân hàng thế giới cả. Bởi vì ngân hàng thế giới là một tổ chức, thì em phải giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng thế giới, chứ không ai viết là khái niệm ngân hàng thế giới nhá. Không ai trích dẫn ở Wikipedia, bởi vì trong khóa học thầy Phong đã dạy cho chúng ta 7 nguồn tài liệu tham khảo, trong đó không một nguồn nào gọi là nguồn Wikipedia cả, bởi vì đây là cái thư viện, đây là một cái từ điển mở, ai cũng có thể viết vào, cho nên không được trích dẫn. Mà cũng không ai trích dẫn theo kiểu là dán đường link vào đây, bởi vì thầy đã dạy cho các bạn cách trích dẫn bằng phần mềm, nó chính là cái thứ đẹp đẽ mà thầy vừa chỉ ra, thầy vừa làm ví dụ cho bạn xem á. Đó, và các bạn hãy tham khảo cái bố cục sau đây mà thầy có thể gợi ý nhé. Thứ nhất, đây gọi đây là phần 1, viết rõ phần 1, phần mở đầu hay còn gọi là phần đặt vấn đề nhé. Phần 1 đặt vấn đề, phần 2 nội dung, sau đó trong đó các bạn giới thiệu với thầy, thứ nhất khái niệm định chế tài chính là gì, khái niệm định chế tài chính, được chưa? Sau đó các bạn có thể giới thiệu sơ lược về, giới thiệu về ngân hàng thế giới, được chưa? Thế là vậy hết cái phần mà có thể là hết cái phần mà khái niệm và làm rõ một số khái niệm chẳng hạn. Sau đó sang bạn nào có thể làm rõ thêm một số khái niệm có liên quan định chế tài chính, bởi vì cái này là không phải lĩnh vực của thầy, bạn có thể làm rõ thêm một số khái niệm có liên quan. Sau đó đến phần 2.2 thì bạn trình bày là định chế tài chính của ngân hàng thế giới giai đoạn nào đó, bạn chọn một cái giai đoạn, có thể một cái giai đoạn gần nhất nếu mà cô giáo yêu cầu. Sau đó bạn trình bày các cái nội dung của định chế tài chính mà bạn đã vừa làm rõ ở phần khái niệm ấy, xem định chế tài chính là cái gì, có mấy nội dung trong định chế tài chính. Rồi thì bạn trình bày đến vai trò của định chế tài chính, xong nhá. Thế là hết cái phần 2.1 là cái phần cơ sở lý thuyết chẳng hạn. Sau đó sang phần 2.2 thì bắt đầu bạn trình bày là định chế tài chính đấy, ngân hàng thế giới năm nào đó. Sau đó bạn trình bày cái nội dung của cái định chế đấy theo cái khái niệm mà em vừa phân tích ở bên trên. Được chưa? Đã hiểu chỗ này chưa? Nhớ là khi em trình bày cái thực trạng về định chế tài chính của ngân hàng thế giới này thì em cần phải xem các báo cáo của ngân hàng thế giới hoặc là báo cáo của các cái cơ quan tổ chức có liên quan. Em nhớ chưa? Và các cái con số em đưa vào trong bài càng nhiều càng tốt, đặc biệt là có thể là có các minh họa, nhưng mà phải đầy đủ cho thầy trích dẫn. Trích dẫn khoa học phải có đầy đủ. Ví dụ như các con số thì em phải lấy trích dẫn ở báo cáo nào đủ độ tin cậy. Xin thưa các bạn, đây thầy sẽ mở cho các bạn xem. Đây chính là 7 nguồn mà thầy giới thiệu cho các bạn học viên của thầy nhé. Thầy giới thiệu luôn cho các em cùng xem. Đây là 7 nguồn, từ nguồn số 1 cho đến nguồn số 7. Còn cụ thể kênh nào thì thầy đã giới thiệu ngay bên dưới này, rất nhiều kênh, 7-8 kênh. Thì đây là 7 nguồn, không có một cái nguồn nào là nguồn Wikipedia cả. Trong đó có các cái nguồn báo cáo của các cái tổ chức, của các cái cơ quan quản lý. Đó. Thế thì sau đó em đã giới thiệu được cái phần gì? Em đã giới thiệu được các cái thực trạng rồi, thì vậy là em đã trả lời câu hỏi của cô giáo rồi. Vậy em có thể thêm một cái mục 2.3 nữa nếu như em muốn, có thể là thêm một cái kiến nghị gì đấy. Sau đó em viết cái phần 3 là phần kết luận và phần 4 là danh mục được tham khảo, xong. Được một bài tiểu luận đáp ứng được câu hỏi, trả lời câu hỏi của cô giáo. Bởi vì đối với đề tài của em ấy thì câu hỏi nghiên cứu của nó chính là gì? Định chế tài chính ngân hàng thế giới là gì hoặc như thế nào? Vậy là em đã trả lời được nó ở trong cái phần 2.2 rồi. Vậy là ok, xong. Ok, xong. Đấy, bài của các em nên đi vào đó, chứ không phải là khái niệm ngân hàng thế giới. Đúng rồi. Đây này, định chế tài chính nó có những thứ này này. Đấy thì em phải giới thiệu về nó. Xong lại quá trình hình thành ngân hàng thế giới, em thấy lung tung không? Ngân hàng thế giới ở đây mà xong lại đi đến định chế rồi, xong lại vòng lại ngân hàng thế giới tiếp. Đó. Thì đấy là cái thầy giới thiệu cho bạn Trang về bố cục như Trang nhá. Trang nắm được chưa? Và các bạn sinh viên khác đang xem live, khi các em có một cái bài tiểu luận thì các em hãy tư duy như vậy cho thầy. Một bài của bạn Trang chỉ là ví dụ thôi. Và thầy yêu cầu nhóm của Trang xem lại video, và Trang xem lại và Trang hướng dẫn các bạn làm. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Buổi tối hôm nay thầy like hơi quá rồi. Xin gặp lại các bạn vào tối ngày thứ 7 nhé. Ok thôi, ở dưới không cần đọc nữa đâu em ạ. Các em đã làm theo bố cục mà thầy chỉ đâu nha. Kết luận cũng không ai kết luận theo gạch đầu dòng theo như này cả. Kết luận nó là một phần kết luận. Đây, muốn xem kết luận viết như thế nào
Thì đây ạ, đây. Ở đây hai, cách viết tiểu kết và kết luận cho bài, nhìn thấy chưa? Chứ còn không phải là kết luận xong gạch ra năm ý như này thành. Cho nên là bên dưới là thầy không đọc nữa nhá, thầy không cần đọc bởi vì bọn em có tư duy bố cục đầy đủ đâu nhá. Tổng quan còn chưa làm, em phải làm tổng quan đi rồi ạ. Ok rồi, xin chào tất cả các bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày thứ bảy ạ.